Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lúc bây giờ, càng nhiều người hơn nữa vọt tới, chen nhau nhìn về hướng tĩnh thất của Thủy Đồ Thị. Nguyên một đám nhìn có chút hả hê. Thủy Đồ Thị lần này mất mặt lớn rồi. Lần này Thủy Đồ Thị xem như đá về tấm sắt lớn rồi, đụng đến ngón chân cũng đều sưng cả lên. Những cái tên này ước hiếp đến môn hạ của Bồ Lão, lại không nghĩ tới sẽ dẫn ra một tên luyện thể giá ngang ngược như là giao long như vậy. Cái tên Trung Sơn Thị kia có thể không phải là một luyện thể giá đơn giản như vậy đâu. Thủ đoạn luyện khí của hắn tuyệt đối so với những tên đệ tử của Thủy Đồ Thị còn cao minh hơn rất nhiều. Một vị đệ tử Lê Sơn Thị lắc đầu giải thích về Trung Nhạc nói: trận chiến trong tĩnh thất này mặc dù diễn ra rất ngắn, nhưng Trung Sơn Thị ở trong pháp môn luyện thể còn xen lẫn bộ lôi kiếm quyết, dùng lôi đình làm kiếm khí dung nhập vào trong giao long đồ đằng. Lôi đình đồ đằng cùng giao long đồ đằng kết hợp lại quét ngang Thủy Đồ Thị đệ tử, có thể thấy tạo nghệ luyện khí của hắn ta thâm hậu cỡ nào. Lời vừa nói ra thì có không ít người âm thầm gật đầu. Dù sao đệ tử hạch tâm của Lê Sơn Thị cũng là nhân vật từng trải qua luyện khí sĩ Lê Sơn Thị tự thân dạy dỗ, tầm mắt kiến thức đều muốn vượt qua đệ tử tầm thường của thượng viện một bậc. Phần lớn đệ tử thượng viện đều cho rằng Trung Nhạc là dựa vào pháp môn luyện thể để thủ thắng, mà có thể nhìn ra hắn ở trong pháp môn luyện thể xen lẫn vào pháp môn luyện khí lại không có nhiều. Điều này làm cho người khác có chút khó có thể tưởng tượng, vì có thể nói hai cái hệ luyện thể cùng luyện khí này là mâu thuẫn với nhau. Nếu là ở trên luyện thể hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, tu vi luyện khí sẽ bị rơi xuống. Còn nếu ở trên luyện khí dụng công quá nhiều thì thân thể sẽ không thể quá mạnh mẽ. Muốn đồng thời tu luyện cả hai thì sẽ làm cho cả hai đều không có bao nhiêu tiến bộ, ngược lại còn sẽ hạ thấp thực lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Trung Nhạc lại phá vỡ thưởng thức này, đem luyện thể cùng luyện khí kết hợp cùng nhau mà tiến bộ. Thủy Đồ Thị có nhiều đệ tử đi theo luyện khí sĩ để tu hành như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại kêu Thủy Thanh Niên sư muội lên núi để cho Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt xá. Có thể thấy được, cho dù không phải đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị đầu nhập vào ma tộc, thì hơn phân nữa chính là phụ mẫu trưởng bối của bọn hắn đầu phục vào ma tộc rồi. Trung Nhạc đối với việc đả thương những tên đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị không có nửa phần áy náy. Những tên đệ tử này của Thủy Đồ Thị thật sự quá yếu. Mặc dù đạt được chân truyền, mặc dù vận dụng hồn binh hay vận dụng đồ đằng trụ, thực lực cũng là có chút ít khó coi, làm cho hắn không khỏi đối với bản lĩnh dạy dỗ đệ tử của những luyện khí sĩ cực kỳ hoài nghi. Thật ra thì hắn còn là có chút oan uổng cho các luyện khí sĩ của Thủy Đồ Thị. Thực lực của đệ tử Thủy Đồ Thị ở trong số những đệ tử thượng viện cũng đã thuộc về nhân vật hàng đầu. Nếu không phải như thế, bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên cũng không có khả năng thua dễ dàng như vậy. Thế nhưng mặc kệ luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị dụng tâm dạy dỗ đệ tử cỡ nào, lại làm sao có thể so sánh với Tân Hòa được đây. Có Tân Hòa chỉ dạy, trải qua hơn 10 ngày tu luyện trong thời khắc sinh tử, không nói tu vi thực lực của Trung Nhạc tăng nhiều, đối với thân thể, tinh thần cùng hồn phách khống chế cũng đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong trong hàng đệ tử của thượng viện. Cái này còn không phải chỗ đáng sợ, chỗ đáng sợ nhất chính là sức bật vô cùng kinh khủng của hắn. Có lẽ tu vi Trung Nhạc ở trong hàng đệ tử thượng viện không cách nào tiến vào đệ nhất hay đệ nhị, dù sao thời gian tu luyện chính thức của hắn cũng quá ngắn ngủi. Thế nhưng sức bật của hắn tuyệt đối đã đạt tới trình độ những người khác không cách nào nhìn thấy bóng lưng của hắn. Tuy Tân Hỏa một mực nói hắn không có đạt tới trình độ để nó thỏa mãn, thế nhưng là yêu cầu của nó cao cỡ nào đây? Dùng là yêu cầu này đến xem thì sức bật của Trung Nhạc không coi là kinh người.
nhưng đặt ở trong đám đệ tử của Thủy Độ Thị thì hắn như là hổ đói, mà những người khác là cừu nhỏ. Hổ đói và bầy cừu tự nhiên là vồ chết một đám lớn, còn bầy cừu non thì chỉ có thể kêu be be là bộ dạng đáng thương. Bên trên lầu truyền kinh các, mấy vị luyện khí sĩ đang khoan thai uống trà, quan sát các đệ tử tỉ thí ở phía dưới. Nhìn thấy Trung Nhạc đi ra khỏi tĩnh thất Thủy Đồ Thị, một người trung niên luyện khí sĩ nhịn không được bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đây chính là luyện khí sĩ Thủy Đồ Thị, Thủy Ngạn Sơn. Thủy Ngạn Sơn đang muốn xuống lầu, đột nhiên thấy bóng xám lắc lư, thì ra là một vị lão giả đầu tóc bạc trắng đã cản ở trước người. Chăm chú nhìn lại, không khỏi cười lạnh nói: "Bổ lão quả nhiên bao che khuyết điểm. Môn sinh của ông chỉ đánh đệ tử Thủy Đồ Thị ta cũng thôi, nhưng lại khẩu xuất cuồng ngôn, liền có chút thiếu dạy dỗ rồi." Bổ lão tiên sinh cười ha ha nói: "Thủy sư đệ có chỗ không biết rồi. Tên Trung Sơn Thị này không phải là đệ tử của ta. Hắn đắc tội Điển Phong Thị, ta nào dám thu hắn đây. Hắn chỉ là đứng cạnh môn hạ của ta, nghe xong một khóa giảng, đạt được bôn lôi kiếm quyết chân truyền mà thôi, lại không có quan hệ gì với ta cả." Thủy Ngạn Sơn cười nói: "Nếu đã không phải là đệ tử của bổ lão, như vậy ta tới dạy dỗ hắn ta, bổ lão chắc sẽ không ngăn cản đấy chứ." Bổ lão tiên sinh lắc đầu cười nói: "Thủy sư đệ, tuổi trẻ đệ tử tranh chấp cuối cùng cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân vật lại nhảy ra đánh tiểu hài tử, không khỏi làm cho người chế nhạo. Thủy sư đệ nghĩ có đúng không?" Thủy Ngạn Sơn nhìn lại xung quanh thì thấy mấy vị luyện khí sĩ khác trong phòng trà này đều đang uống trà nói chuyện phiếm, nhưng khi khóe mắt lướt về hướng bên này, không tránh được lộ ra có chút thả hê nhìn xem trò cười. Hắn lúc này mới cười gượng một tiếng: "Bổ lão nói rất phải, rất phải." Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng Thủy Ngạn Sơn vô cùng khó chịu. Bổ lão này còn nói mình không bao che khuyết điểm. Nếu như không phải bao che khuyết điểm, làm sao lại buông xuống mặt mò đi ngăn cản ta như vậy? Tốt thôi, thiên lý câu của Thủy Đồ Thị ta cuối cùng cũng đã tới, rốt cuộc có thể lấy lại mặt mũi rồi. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc đang đi về hướng Hà Thừa Xuyên cùng Đình Lam Nguyệt, đột nhiên nghe được một giọng nói ôn hòa cười nói: "Vị sư đệ này, khoan đã nào, đánh xong đệ tử Thủy Đồ Thị ta liền muốn rời đi nhẹ nhàng như vậy sao?" Trung Nhạc dừng bước lại, xoay người, chỉ thấy bên ngoài truyền kinh các đột nhiên có sóng biển từ trên núi lao xuống. Sóng biển trận trận giống như sông lớn đổi chiều. Một vị đệ tử thượng viện đứng trên đỉnh sóng, thân hình được bọt nước dâng lên, giống như nhàn nhã dạo chơi đi tới vậy. Mỗi khi hắn bước ra một bước, dưới chân lập tức có sóng biển tự động được sinh ra, đem thân thể của hắn nâng lên, chân không chạm đất, phong lưu tiêu sái. Người này xuất hiện vô cùng sặc sỡ, lóa mắt, không biết dẫn tới bao nhiêu người rối rít mà nhìn sang. Mặc dù là Trung Nhạc cũng không thể không thừa nhận, người này hoàn toàn chính xác phong thái phi phàm, là nhân vật hiếm thấy. Thanh Hà đại sư huynh. Bên trong tĩnh thất Thủy Đồ Thị, từng vị đệ tử Thủy Đồ Thị dãy dụa đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài không khỏi đại hỉ. Thanh Hà đại sư huynh đã đến rồi. Đại sư huynh, người này tự tiến xâm nhập tĩnh thất Thủy Đồ Thị ta, còn ra tay đả thương người, kính xin đại sư huynh chủ trì công đạo cho chúng ta. Thủy Thanh Hà sắc mặt ôn hòa, hiểu ý gật đầu, mở ra bước chân, sóng biển liền nâng lên thân hình của hắn, đưa tới bên ngoài truyền kinh các. Sóng lớn dưới chân chảy xuôi, hóa thành các loại cảnh tượng, ngư, long, đại mãng. Đó là đồ đằng văn biến thành. Trong sông thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy băng kiếm chìm nổi bất định ở trong nước. Đó là từng đạo huyền băng kiếm khí do đồ đằng văn ngưng tụ mà thành. Tu luyện tới loại trình độ này đích thực là hiếm có ở trong thượng viện. Thủy Thanh Hà nhìn về phía Trung Nhạc, ánh mắt ôn nhuận, mỉm cười nói: "Trung Sơn Thị phải không? Sư đệ, đồng môn so đấu, sư đệ ra tay nặng như vậy, không khỏi làm có chút quá mức rồi." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Đệ tử Thủy Đỗ Thị cũng ra tay rất nặng, cũng đã thương Đỉnh Sư Tỷ và Hà Sư Huynh, phải chăng cũng là có chút quá mức phải không?" Thủy Thanh Hà nhìn về phía Đình Lam Nguyệt và Hà Thừa Xuyên, chỉ thấy thương thế hai người cũng rất nặng, khẽ nhíu mày nhưng lại lập tức giãn ra lông mày nói: "Đồng môn so đấu, có lúc thất thủ cũng là chuyện bình thường.
danh tiếng Thủy Đồ Thị là không thể bị nhục được. Hôm nay ta cũng không thể không ra tay, cho Thủy Đồ Thị chúng ta đòi lại một cái công đạo, một cái mặt mũi. Trung sư đệ, ngươi là luyện thể, luyện khí cả hai đồng tu hay sao? Đã như vậy, ta cũng không khi dễ ngươi, liền dùng luyện thể chi pháp quyết đấu với ngươi. Rào rào. Các loại đồ đằng văn cùng nước chảy quanh thân hắn ngưng tụ kết hợp lại, chỉ thấy hai chân của Thủy Thanh Hà biến mất, hóa thành đuôi cá, cả người bị tinh thần lực bao phủ, dần dần hóa thành một dị nhân, thân hình cao lớn, đuôi cá, thân người, tóc trắng, mắt bạc, khí tức thô bạo cuồng dã. Hắn vốn không cao hơn người bình thường bao nhiêu, nhưng giờ phút này thân thể vậy mà cao 1 trượng 3 trượng 4, cơ bắp chi chít, giống như tràn đầy lực lượng nổ tung. Thủy Thanh Hà tướng mạo đại biến, loại tư thế chiến đấu này vừa mới xuất hiện, chỉ thấy không khí phảng phất trở nên dị thường ẩm ướt, tựa hồ có thể đem không khí vặn ra nước vậy. Thủy thần Hà bá sao? Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng, thủ đoạn mà Thủy Thanh Hà thi triển, hắn mới vừa đã từng thấy qua. Trong tính thất của Thủy Đồ Thị, có một vị đệ tử Thủy Đồ Thị thi triển ra Hà Bá Đồ Đằng, quan tưởng quyết, chính là quan tưởng ra Hà Bá, dùng tinh thần lực tạo thành Hà Bá Đồ Đằng trợ giúp bản thân chiến đấu. Bất quá, vị đệ tử Thủy Đồ Thị kia thi triển ra Hà Bá Đồ Đằng chỉ được bề ngoài mà không có máu thịt xương cốt, kém rất xa, không có chân thật giống như Thủy Thanh Hà này. Hơn nữa, Thủy Thanh Hà cũng không chỉ là đơn thuần quan tưởng ra Hà Bá, mà là hóa thân của Hà Bá. Hắn dùng tinh thần lực khủng bố của mình đem bản thân biến thành Hà Bá chi khu. Hà Bá chính là thủy thần, mà đồ đằng của Thủy Đồ Thị bộ lạc Vị Thủy liền là thủy thần Hà Bá, cũng là đồ linh của tổ tiên Thủy Đồ Thị lúc nhân tộc vạn năm trước khai hoang về sau lưu lại. Trong Thủy Đồ Thị có rất nhiều người quan tưởng ra Hà Bá, nhưng có thể làm được đến trình độ này lại không nhiều lắm. Hắn dĩ nhiên quan tưởng ra được máu thịt xương cốt của Hà Bá, tựa như một vị thủy thần chân chính vậy. Tu luyện Hà Bá đồ đằng quan tưởng quyết tới loại trình độ này đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Nếu có thể bù đắp được yếu kém về mặt thể lực, thậm chí khi cùng luyện thể giả cận chiến chém giết cũng có thể chiếm được ưu thế không gì so sánh được. Giống như một tôn thần linh đi chiến đấu, uy lực có thể tưởng tượng. Nhạc tiểu tử, người nọ là một nhân vật lợi hại. Bên trong thức hải của Trung Nhạc, đột nhiên âm thanh của Tiểu Đồng Tân Hỏa trở nên ngưng trọng nói. Căn cơ của hắn rất là chắc chắn, nên chỉ cần đi vào linh không điện là hắn lập tức có thể trở thành luyện khí sĩ rồi. Tinh thần lực của hắn quá mạnh, còn mạnh hơn cả ngươi, đã tiếp cận trình độ của luyện khí sĩ rồi, đã có thể làm được hóa hư vi thực, chỉ sợ là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất trong hàng đệ tử của Thượng Viện. Sao? Hóa hư vi thực sao? Trung Nhạc nghiêm nghị trong lòng, đây là thủ đoạn của luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ có thể làm cho tinh thần lực hóa hư vi thực, ví dụ như trận chiến của Tà Tưng Sinh và lão giả Điền Phong Thị trong Bích Không Đường khi trước. Lão giả kia dùng cây cối làm kiếm khí, tinh thần lực kết hợp với mộc hệ kiếm khí, hiển hóa ra vô số căn cự mộc, bố trí thành vạn mộc kiếm trận. Đây chính là hóa hư vi thực, đem tinh thần lực chân thực mà hóa ra, giống như cây cối chân chính vậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật sự đem tinh thần lực biến thành khúc gỗ, mà chỉ là biểu hiện thực hóa của tinh thần lực. So với khúc gỗ thật sự cũng không khác là bao nhiêu. Nhưng nếu tinh thần lực tán đi thì khúc gỗ cũng sẽ tùy theo mà biến mất. Thủy Thanh Hà dĩ nhiên cũng làm được hóa hư vi thực, dùng tinh thần lực của bản thân ngưng tụ thành thủy thần Hà Bá. Trình độ cứng cỏi của tinh thần lực đã trước tiên đạt tới cấp bậc của luyện khí sĩ. Ở trong số tất cả đệ tử của Thượng Viện, Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên gặp được nhân vật mạnh mẽ đến như vậy. Hóa hư vi thực, Hà Bá thực hóa, biến thành chân thực, đủ để cho khí lực của hắn tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần, biến thành luyện thể cường giả, thậm chí khí lực còn mạnh hơn cả ta. Sắc mặt của Trung Nhạc trở nên ngưng trọng. Người tên Thủy Thanh Hà rất mạnh, còn mạnh hơn cả Ngô Phi Yến rất nhiều lần, mạnh đến nỗi đáng sợ. Mạnh tới mức những đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị lúc nãy cũng không có tư cách để so sánh. Ngô Phi Yến đã tu luyện tới Ngư Long, có được máu thịt xương cốt rất là sống động, nhưng vẫn kém một chút nữa mới có thể làm được hóa hư vi thực. Chủ yếu bởi vì cường độ tinh thần lực của nàng còn chưa đủ. Quan tưởng ra Ngư Long tuy rõ ràng nhưng vẫn có chút không đủ chân thực.
Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong nội tâm chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Hưng phấn vì có thể quyết đấu với cao thủ như vậy. Nhạc tiểu tử, ngươi đang kích động sao? Bên trong Thức Hải, Tiểu Đồng Tân Hỏa nhìn xem Thức Hải bị sóng lớn rung chuyển, kinh ngạc nói: thực lực người tên Thủy Thanh Hà này còn mạnh hơn cả ngươi, ngươi chắc hắn nên sợ hãi mới phải. Không. Trong lồng ngực của Trung Nhạc, Chiến Ý sôi trào nói: đối thủ càng mạnh, ta càng hưng phấn. Quyết đấu với đối thủ mạnh mẽ cỡ này, đánh bại được hắn ta, phá tan hắn ta, nghiền áp thân thể của hắn ta, tàn phá lòng tin của hắn ta, chà đạp tôn nghiêm của hắn ta. Cái loại cảm giác thành tựu này, Tân Hỏa ngươi có thể hiểu được hay sao? Rất khó để nhận ra cảm xúc dao động qua nét mặt, nhưng tinh thần trong Thức Hải sẽ thay đổi theo cảm xúc. Ví dụ như Trung Nhạc, Thức Hải của hắn lúc này đang nổi sóng, thấp thoáng còn có cảm giác như tuốt gươm chinh chiến vậy. Điều này cho thấy hắn đang rất hưng phấn kích động, chiến ý dâng trào, muốn chiến đấu, muốn chém giết, muốn thắng lợi, muốn chứng thực những gì bản thân lĩnh ngộ được. Nhưng nhìn gương mặt thì không thấy được điều này. Hay, ngươi nói rất hay. Tân Hỏa khen ngợi nói: giờ ngươi đã có vài phần dáng vẻ cần có của Phục Hy thần tộc rồi. Biết khó vẫn tiến lên, có chí tiến thủ, gặp cường địch không thỏa hiệp, không sợ hãi. Đây mới là Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc tiến lên trước một bước, đứng trước Thủy Thanh Hà, quanh người nổ lôi đình, tạo thành giao long. Hắn bình tĩnh nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Sao? Chấp nhận lời khiêu chiến của ta sao? Thủy Thanh Hà nghe vậy ngạc nhiên. Lúc này rõ ràng là hắn ra mặt vì đệ tử Thủy Đồ Thị, muốn đứng phía trên giáo huấn Trung Sơn Thị. Không biết trời cao đất dày này, sao lại thành khiêu chiến hắn đây? Kẻ yếu đấu lại kẻ mạnh gọi là khiêu chiến, kẻ mạnh đánh kẻ yếu là đàn áp. Hắn khiêu chiến Trung Nhạc thì không phải hắn là kẻ yếu hay sao? Thú vị, lần đầu có người dám ăn nói như vậy với ta. Người tự xưng mình là người luyện thế. Được, ta sẽ dùng thuật luyện thế mà đánh bại ngươi. 3 chiêu, đánh bại ngươi cùng lắm chỉ cần 3 chiêu. Thủy Thanh Hà cười, đột nhiên dưới đuôi nổi sóng, nâng hắn lên, nhanh như quỷ mị, tiếng sóng vang lên. Một ngọn sóng lớn đưa hắn tới trước mặt Trung Nhạc, một quyền nhằm thẳng trán Trung Nhạc mà đánh tới. Một quyền tung ra, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà giống như hồng thủy, nước cao trăm trượng đè xuống. Một quyền của hắn tập trung sức mạnh của trăm trượng hồng thủy ngập trời, uy thế sẽ khủng bố tới mức nào đây? Giao long quấn quanh người Trung Nhạc càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đầu giao long hung hãn, thân thể to tới cả thước. Thân hình to như thùng nước của giao long dần dung nhập vào cơ thể của Trung Nhạc. Tinh thần lực thuần túy biến thành giao long và lôi văn đồ đằng phủ lên trên da của Trung Nhạc. Da Trung Nhạc giống như mọc vảy vậy. Thân thể của Trung Nhạc thì nổi cơ bắp cuồn cuộn, những sợi gân đập thình thịch, căng như dây đàn. Không chỉ như vậy, huyết dịch trong cơ thể của hắn cũng tăng tốc độ. Trong khoảnh khắc, tim vận chuyển khí huyết vun vụt. Thậm chí, rất nhiều thượng viện đệ tử đang quan chiến còn nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Trung Nhạc không hề tránh né đòn của Thủy Thanh Hà. Tiếng long ngâm vang lên, một quyền nhằm Thủy Thanh Hà đánh tới. Các đệ tử quan chiến thế thế, sắc mặt kịch biến. Trăm trượng hồng thủy, giao long quấn quanh người. Thực lực của hai người này đều đạt tới mức người khác khó lòng mà với tới được. Hai người lúc này như hai vị man thần đang giao chiến, cơ bắp đọ với nhau, tạo thành sự chấn kinh và xung kích khó tin với mọi người. Dầm 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 dầm. Hai người cùng tung chiêu, hà bá của Thủy Thanh Hà một quyền đánh tan tành giao long mà tinh thần lực của Trung Nhạc tạo thành. Nắm đấm rơi xuống người hắn, chỉ thấy lôi đình đồ đằng văn bắn tung tóe. Một quyền này của hắn cũng đập tan cả lôi đình đồ đằng văn mà Trung Nhạc quan tưởng. Lôi đình đồ đằng văn của Trung Nhạc không phải hoàn toàn dùng để ngưng tụ ra giao long, mà còn dùng để tạo ra bôn lôi kiếm quyết. Dùng sự sắc bén của bôn lôi kiếm quyết để chặn uy lực nắm đấm của Thủy Thanh Hà. Nhưng thân thể hà bá của Thủy Thanh Hà quá mạnh, trước bôn lôi kiếm quyết vẫn thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tan. Bôn lôi kiếm quyết không còn chút uy lực nào nữa. Nắm đấm rơi xuống người Trung Nhạc, sức mạnh từ hà bá khiến toàn thân hắn, tinh thần, thức hải và cả hồn phách của Trung Nhạc chấn động dữ dội. Cùng lúc đó, nắm đấm của Trung Nhạc cũng giơ lên người Thủy Thanh Hà.
sự cường đại của Hà Bá lập tức được thể hiện. Nắm đấm của Trung Nhạc mạnh tới mức nào, đệ tử nòng cốt của Thủy Đồ Thị không một ai chịu nổi. Nhưng Hà Bá toàn thân phủ một lớp vảy, chỉ bị vỡ lớp vảy đó chứ không hề gây tổn thương gì tới hắn được. Hắn giống như một vị thần ở dưới nước, không những uy phong lẫm liệt mà chiến lực hay sự phòng ngự đều khiến người khác phải kính sợ. Không ngờ năm đấm của Trung Nhạc rơi xuống, rồi năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay phát ra tiếng gầm lớn, lại là một con dao long chui ra đâm thẳng lên người của Thủy Thanh Hà. Thân thể Hà Bá lên thùng một lỗ, lộ ra Thủy Thanh Hà ở bên trong. Thân thể Hà Bá không phải Hà Bá thực sự, mà là tinh thần lực Thủy Thanh Hà biến thành Hà Thần Hà Bá giấu hắn ở bên trong. Đây không phải luyện thể chân chính, không thể nâng cao sức mạnh bản thân của thân thể hắn, chỉ là mượn tinh thần lực hiển hóa ra Hà Bá, thi triển sức mạnh của Hà Bá. Đến khi thân thể Hà Bá tan đi thì sức mạnh của Hà Bá cũng sẽ biến mất. Còn Trung Nhạc luyện thể thì sức mạnh thân thể không ngừng mạnh lên, cho dù không thi triển giao long quấn quanh người thì sức mạnh của hắn cũng là rất lớn. Đây chính là khác biệt giữa luyện thể và luyện khí. Nhưng người luyện khí quan tưởng pháp môn cận chiến, thân thể Hà Bá cũng có thể tấn công cự ly gần, thậm chí có thể mạnh hơn cả người luyện thể. Năm đấm thứ hai của Thủy Thanh Hà đánh tới, Trung Nhạc vẫn không hề né tránh, tung ra một quyền đi qua chỗ hổng chân thân thể Hà Bá, nhắm thẳng tới Thủy Thanh Hà bên trong. Hai người mỗi người ra chiêu của mình, khóe miệng Trung Nhạc chảy ra một vệt máu, loạng choạng lùi liền hơn chục bước, cuối cùng mới triệt tiêu được sức mạnh đáng sợ của Hà Bá. Các tảng đá lớn dưới chân hắn thi nhau nổ tung, khói bụi mờ mịt. Thủy Thanh Hà cũng hự lên một tiếng, lướt ngược lại với ngọn sóng, khóe miệng cũng có vệt máu. Trong hai quyền, Trung Nhạc đã phá vỡ được thân thể của Hà Bá và khiến hắn bị thương. Thân thể hắn không mạnh mẽ, dẻo dai được như thân thể của Hà Bá. Bị Trung Nhạc đánh trúng bản thể thì vẫn sẽ bị thương, nhưng thân thể hắn vẫn hơn hẳn phần lớn thượng viện đệ tử nên mới không bị trọng thương. Trung Sơn Thí đúng là rất mạnh. Thủy Thanh Hà hít sâu vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn chính là Thiên Lý Câu của Thủy Đồ Thị. Thủy Đồ Thị là thập đại thị tộc, vô cùng xem trọng hắn ta. Thủy Thanh Hà hồi còn nhỏ đã được đặt vào trong chum tắm cùng các loại linh dược, dược lực thấm vào toàn cơ thể, thể phách kinh người. Vu y trong tộc dùng tinh huyết của các loại mãnh thú, dị thú vẽ lên người của hắn các loại đồ đằng để thể phách của hắn càng mạnh hơn nữa. Khi tới kiếm môn, Thủy Thanh Hà còn dùng các loại linh dược tôi luyện thân thể. Đúng là thân thể tạo nên từ linh dược, nhưng giờ hắn đã bị thương. Sức mạnh của Trung Nhạc đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Giao long đồ đằng cũng luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng chỉ dựa vào giao long đồ đằng và bôn lôi kiếm quyết thì căn bản không làm gì được hắn ta cả. Chính là sức mạnh bạo phát của Trung Nhạc đã đả thương hắn. Sức mạnh bạo phát có thể đánh xuyên qua thân thể của Hà Bá. Độ cứng rắn của thân thể Trung Nhạc cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Sức mạnh của thân thể Hà Bá là ở đẳng cấp nào đây? Hai đòn công kích liên tiếp đánh xuống, thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Luyện thân thể được tới trình độ này chỉ có luyện khí sĩ của kiếm môn và một số dị thú hoặc ma tộc mới làm được. Trung Nhạc quệt đi vết máu nơi khóe miệng, bình thản nói: Thủy sư huynh có thể thi triển. Được, đã hai chiêu rồi, giờ chính là chiêu thứ ba. Thủy Thanh Hà hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, cái đuôi khẽ động, xung quanh hắn bỗng xuất hiện nước nâng hắn lên. Hắn giống như đang đứng giữa một mặt hồ nước nhỏ giữa không trung, khí thế càng ngày càng mạnh, chuẩn bị từ trên cao lao xuống mà tấn công Trung Nhạc. Hắn dùng tới thủ đoạn mạnh nhất của mình, tuyệt học chuẩn bị cho vòng quyết đấu cuối năm không có cấm kỵ, một chiêu đánh bại Trung Nhạc không ngẩng đầu lên được. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, nghiêm túc mà tiếp chiêu. Đột nhiên Thủy Thanh Hà liếc nhìn mấy người, hừ lạnh một tiếng, thu tinh thần lực về, quay người bỏ đi. Hắn lạnh lùng nói: Sự việc hôm nay liền tạm dừng tại đây. Trung Sơn Thí, đến vòng quyết đấu cuối cùng không có cấm kỵ, chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến này. Trung Nhạc khựng người, nhìn theo hướng đó thì thấy mấy nhân ảnh từ trên kiếm môn sơn đi xuống, đang tiến tới thượng viện. Mấy người này khí tức rất cường đại, không hề thua kém Thủy Thanh Hà, chắc là ngoại môn đệ tử tu hành trong nội môn, không biết tới từ thị tộc nào. Nhưng nhìn Thủy Thanh Hà thì hẳn là mấy người này cũng từ thập đại thị tộc, thực lực rất mạnh. Thủy Thanh Hà không muốn những người này thấy tuyệt chiêu của hắn, nếu không trong vòng quyết đấu cuối năm không có cấm kỵ,
hắn sẽ mất đi ưu thế, vì vậy mới chủ động rút lui. Hắn thật mạnh. Tay của Trung Nhạc có phần run rẩy, khóe miệng lại chảy ra máu, các cơ quan trong bụng rầm rầm đau. Trung Nhạc thầm nghĩ, thập đại thị tộc, mỗi thị tộc đều có điểm độc đáo của nó. Đồ đằng mà tổ tiên để lại vốn đã mạnh hơn các thị tộc khác rồi. Thực lực của Thủy Thanh Hà đúng là rất cao thâm, không dùng pháp môn luyện khí đã lợi hại như vậy, ta không bằng hắn ta được. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình mới chỉ nghiêm túc tu luyện hơn một tháng, còn Thủy Thanh Hà thì đã ngâm trong linh dược từ nhỏ. Vào kiếm môn là được luyện khí sĩ đem theo bên người đã 5-6 năm rồi mới có thành tựu như ngày hôm nay. Trong thượng viện, những người như Thủy Thanh Hà còn có không ít, đều là tinh anh của thập đại thị tộc. Những người này đều sẽ tham gia vòng quyết đấu cuối năm, không có cấm kỵ, tranh giành cơ hội vào linh không điện. Đến lúc đó, e là họ sẽ không ẩn giấu gì nữa, sẽ thể hiện hết những thủ đoạn mạnh nhất của mình ra. Trung Nhạc bước về hướng Đỉnh Lam Nguyệt và Hà Thừa Xuyên nghĩ. Ta còn hai tháng. Hai tháng nữa giao đấu với các tinh anh thật sự của thập đại thị tộc, không biết ai sẽ chấn áp con hùng đây. Trong ngực của hắn nổi lên hào khí, hạ giọng nói, chấn áp quần hùng không phải ta thì là ai đây? Trung Sơn Thế, Trung Nhạc, đây là hai món hồn binh của ngươi. Lúc này Bổ Lão tiên sinh thấy Trung Nhạc đi tới, gọi hắn tới trước mặt, lấy ra hai món hồn binh đặt trước mặt hắn, cười, 20 ngày luyện thành hai món hồn binh này, lão hủ cũng mệt lắm rồi, ngươi thấy chúng thế nào? Bên trong gian phòng nghỉ, các môn hạ đệ tử Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên của Bổ Lão tiên sinh đều đã đổ dồn lên. Đỉnh Lam Nguyệt thương thế khá nặng, vẫn phải cắn răng để lại gần xem. Những đệ tử bọn họ đa phần đều đã có hồn binh, thế nhưng đẳng cấp thì lại không cao, đều rất tò mò về hồn binh mà Bổ Lão tiên sinh mất 20 ngày mới tạo thành. Một cái hộp gỗ sao? Mấy người Đỉnh Lam Nguyệt khựng người, nhìn cái hộp gỗ cao khoảng 6 thước. Trung Nhạc cũng có phần chán nản. Hồn binh mà Bổ Lão tiên sinh cho hắn lại là một cái hộp gỗ. Hộp này được tạo ra từ một loại gỗ màu đỏ thẫm, để dựng đứng tới vừa ngực hắn. Trên bề mặt hộp gỗ khắc rất nhiều hoa văn hình rồng, chắc là đồ đằng văn, nhưng nhìn không giống là được khắc sau này, mà giống như hoa văn vốn có của gỗ vậy. Đây là long huyết mộc sao? Đỉnh Lam Nguyệt kinh ngạc, thất thanh kêu lớn. Đúng là long huyết mộc rồi. Ta nghe các luyện khí sĩ đời trước của Đại Đình Thị nói, trên kiếm môn sơn có long huyết lâm. Truyền thuyết nói, vạn năm trước trong đại hoang có chân long bị thương, chảy máu xuống dưới rừng rậm, nhuộm đỏ cả khu rừng trên kiếm môn sơn. Long huyết mộc vì ngấm long huyết nên sinh ra đã có đường vân hình rồng. Chỉ là long huyết mộc sinh trưởng chậm, mấy trăm năm cũng chưa chắc lấy được, làm nguyên liệu được. Cho dù là trưởng lão cũng không nỡ dùng long huyết mộc luyện chế thành hồn binh. Sao? Ngay cả trưởng lão kiếm môn cũng không nỡ dùng sao? Trung Nhạc chấn kinh, lập tức cảm thấy cái hộp gỗ này vô cùng nặng nề. Hắn không phải đệ tử của Bổ Lão tiên sinh, vậy mà lão tiên sinh này lại dùng thứ nguyên liệu quý giá như vậy làm hồn binh cho hắn. Món đại lễ này thực sự quá lớn. Bổ Lão tiên sinh vuốt ve hộp gỗ cười. Khúc long huyết mộc này là năm xưa ta lập công cho kiếm môn, môn chủ thưởng cho ta, có tác dụng ôn dưỡng hồn phách, hồn binh và kiếm khí, chỉ là với ta không có tác dụng mấy, nên trước giờ vẫn chưa dùng luyện chế hồn binh. Ta vốn định để lại cho đệ tử, nhưng sau không tìm được đệ tử như ý nên cứ để phí đi như vậy. Bổ Lão lộ ra vẻ được an ủi, cười nói, Trung Nhạc, tuy ngươi không phải đệ tử của ta, nhưng chúng ta có duyên, ngươi lại tu luyện giao long đồ đằng, vừa hay có thể kết hợp với long huyết mộc, vì thế ta dùng nó luyện cho ngươi cái hộp kiếm này. Trung Nhạc vừa kinh vừa mừng, lại có chút bất an. Bổ Lão, cái này quá quý giá. Bổ Lão tiên sinh cười ha hả nói, quý giá sao? Chẳng quý chút nào cả. Nếu không phải ngươi chăm sóc đám người Lam Nguyệt, e là đệ tử của ta đã chết cả trong ma khư rồi. Đệ tử các luyện khí sĩ khác đều chết ở trong ma khư, hàng ngàn người chết sạch, chỉ có hơn chục đệ tử của ta còn sống sót trở về. Công lao này, một long huyết mộc thì có là cái gì đây? Cái hộp kiếm long huyết mộc này, ngươi là người xứng đáng. Trung Nhạc, ngươi mở ra xem đi.
Trung Nhạc định thần mở hộp kiếm ra, nghe cạch một tiếng, hộp kiếm mở ra, lộ ra một cái chuôi kiếm có vân gỗ. Hắn nhẹ nhàng lấy món hồn binh đó ra, thanh kiếm dài 5 thước, sống kiếm có hoa văn cổ quái, chắc là đồ đằng văn, nặng khoảng hơn 100 cân, cầm rất chắc tay. Thân kiếm tuyền một màu đen, trong ánh đen lại có màu ám kim, có lẽ là hắc kim được luyện từ huyền thiết và huyền kim, nâng cao độ cứng và sắc bén của hồn binh. Bề mặt của món hồn binh này phủ đầy đồ đằng văn, có vết giống như sét đánh xuống kiếm, rõ ràng là bồ lão dùng lôi văn thuần túy để luyện chế món thần binh này. Còn hoa văn hình vảy rồng chính là giao long đồ đằng, khiến món hồn binh này như mọc đầy vảy rồng, hàn khí bức người. Vào khoảnh khắc lấy kiếm ra khỏi hộp, thậm chí Trung Nhạc còn mơ hồ nghe được tiếng long huyết chảy trong thân kiếm. Hắn cho hồn phách vào trong kiếm, không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Tế hồn vào kiếm không những không có bất cứ sự bất tiện nào mà còn vô cùng dễ chịu. Đây chính là sự khác biệt giữa hồn binh chất lượng cao và hồn binh phổ thông. Hồn phách không thể rời khỏi thân thể quá lâu, nếu không sẽ bị tổn hại. Hồn binh tốt giống như một thân sắt khác, tế hồn vào sẽ không có bất cứ sự khó chịu nào, thời gian lâu hồn phách cũng không bị tổn hại. Còn hồn binh kém hơn thì không bảo vệ hồn phách tốt được, như vậy chỉ cần lâu một chút là hồn phách sẽ bị tổn thương, buộc phải thu về cơ thể. Trung Nhạc tế hồn vào trong kiếm giống như vào một thân sắt khác vậy. Có thể thấy chất lượng của thanh kiếm này thực sự là thượng phẩm của hồn binh. Long huyết mộc ôn dưỡng cho long lân kiếm thích hợp nhất với ngươi, bồ lão chậm rãi nói. Hai thứ đó bổ trợ lẫn nhau, cũng có thể bổ trợ cho bản thân ngươi, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Hồn binh cần phải thường xuyên ôn dưỡng, hồn phách tinh thần và hồn binh kết hợp càng mật thiết với nhau thì sẽ phát huy được uy lực càng lớn hơn, tốc độ càng nhanh. Trung Nhạc, hai món hồn binh này ngươi hài lòng chưa? Trung Nhạc thu hồn phách về, không có gì vui mừng hơn vuốt ve long lân kiếm và long huyết kiếm hạp, gật đầu lia lịa nói: hài lòng, hài lòng. Long huyết kiếm hạp có thể cất chứa 9 thanh long lân kiếm, giờ chỉ có 1 thanh, các thanh long lân kiếm khác ngươi tự nghĩ cách đi. Bồ lão cười lên tiếng nói: nhưng sau khi ngươi tu thành luyện khí sĩ, luyện thành kiếm khí, trong hộp kiếm có thể chứa đầy kiếm khí, động tâm niệm là có thể có hàng trăm, hàng ngàn đạo kiếm khí bắn ra, hơn gấp nhiều lần so với hồn binh. Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên, mấy người đều vô cùng ngưỡng mộ. Trung Nhạc nghe vậy cũng rất mong chờ. Kiếm khí sao? Dùng huyền kim, huyền thiết luyện chế hồn binh chỉ là chuyện nhỏ, kiếm khí mới là thứ có thể phá vỡ mọi thứ được. Bồ lão tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nói: luyện khí sĩ luyện khí, kiếm môn chúng ta luyện kiếm khí. Khi ngươi tu thành linh là có thể dựa vào linh để thu thập các loại tinh khí, luyện thành kiếm khí được. Như vậy có thể không cần tới những thứ bằng kim loại. Ví dụ như chiếc hộp kiếm này chỉ có thể chứa 9 thanh hồn binh, nhưng nếu là kiếm khí, đừng nói 9 thanh, dù là 100 thanh, 1000 thanh cũng có thể cất giữ được. Trung Nhạc chấn kinh nói: sao? 100.000 thanh kiếm khí sao? Cái cảnh tượng chỉ một ngón tay mà hàng trăm hàng nghìn đạo kiếm khí bay ra từ hộp kiếm sẽ khủng khiếp tới mức nào đây? Hôm nay ta sẽ không truyền thụ cho các ngươi công pháp nào nữa cả, ăn nhiều sẽ không tiêu hóa hết được đâu. Các ngươi cứ tiếp tục tu luyện các pháp môn ta truyền thụ cho trước đây đi, như vậy mới có được thứ hạng cao trong vô cấm kỵ đối quyết sắp tới. Bồ lão tiên sinh dặn dò mọi người rồi nói với Trung Nhạc: ngươi nhập môn quá muộn, công pháp tu luyện quá ít đi, giờ truyền thụ cho ngươi pháp môn khác chỉ sợ ngươi không kịp lĩnh hội. Giờ ngươi vẫn cần làm quen với long huyết kiếm hạp và long lân kiếm đi. Nếu dùng quá nhiều tinh lực cho công pháp mới thì thực lực của ngươi cũng chẳng cao lên được bao nhiêu cả. Trong vô cấm kỵ đối quyết, phần lớn là đệ tử nòng cốt của thập đại thị tộc, toàn thân đều là hồn binh, tỷ lệ dùng công pháp giành chiến thắng rất nhỏ, nhưng tác dụng của hồn binh tốt rất lớn. Mấy ngày này người tới luyện hai món hồn binh này là được rồi, củng cố giao long đồ đằng và bốn lôi kiếm quyết đi, nâng cao uy lực của hai môn pháp môn này. Trung Nhạc nghe thế có chút thất vọng, hắn vốn muốn tranh thủ truyền kinh khác mở lần này học một vài thuật phi hành, nhưng bổ lão nói cũng không sai,
chỉ còn 2 tháng nữa là tới vô cấm kỵ đối quyết. Tu luyện các công pháp khác đúng là có phần gấp gáp, vội vàng. Hơn nữa, tế luyện hồn binh cũng cần thời gian, không bằng dùng thời gian đó nâng cao uy lực của Bôn Lôi kiếm quyết và Giao Long đồ đằng, ngược lại sẽ khả năng thắng cao hơn. Người cũng cần phải cẩn thận một chút. Bồ lão tiên sinh nói nhỏ, người đấu với Thủy Thanh Hà của Thủy Đô Thị, người khác đã thấy thực lực của ngươi. Ta sợ sẽ có kẻ hạ thủ với ngươi. Nếu chúng hạ thủ với ngươi trước vô cấm kỵ đối quyết để ngươi không thể thi triển hết sức lực, thì tỷ lệ người khác vào linh không điển sẽ được cao hơn. Trung Nhạc trong bụng căng thẳng, bồ lão tiếp tục nói, thực lực hiện giờ của ngươi chưa thể nói có thể lọt top 10, nhưng đã có khả năng uy hiếp top 10 rồi. Vì thế, ngươi phải cẩn thận kẻ khác chơi xấu ngươi. Cho dù kẻ đó không chơi xấu, thì e là cũng sẽ có mấy cao thủ lấy ngươi ra tập luyện. Sao? Lấy ta ra tập luyện sao? Trung Nhạc cảm ơn rồi cười nói, xin bồ lão yên tâm, ta cũng muốn dùng họ để tập luyện, khởi động cho vô cấm kỵ đối quyết này. Bồ lão nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong bụng cảm khái nói, thiếu niên nổi trội như vậy thật khiến người ta càng nhìn càng thích mà. Nếu là trước kia, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh nhận làm môn hạ rồi. Đáng tiếc là hắn lại đắc tội với Điển Phong Thí. Đắc tội Điển Phong Thí đã đành rồi, lại còn đắc tội với cả Thủy Đô Thí. Đã đắc tội liền hai trong thập đại thị tộc, có lẽ hắn sẽ nhanh đắc tội với thị tộc thứ ba, thứ tư thôi. Trong thượng viện, đệ tử nòng cốt của các đại thị tộc cũng xuống khỏi Kiếm Môn Sơn, chuẩn bị cho vòng vô cấm kỵ đối quyết vào cuối năm này. Các đại thị tộc đều có những đệ tử bồi dưỡng trọng điểm, cũng có không ít người không hề thua kém Thủy Thanh Hà. Gần như mỗi một thị tộc đều có đệ tử tu luyện tinh thần lực tới trình độ biến hư thành thực. Thủy Thanh Hà vẫn chưa thi triển toàn lực, thật muốn thấy hắn dùng hết sức quá đi. Bên trong phòng nghỉ của Lê Sơn Thị, một thiếu nữ đằng sau tinh thần lực ngưng tụ biến hư thành thực, tạo thành một bông hoa to 3 trượng 6. Bông hoa to là một yêu thần 3 mặt 4 tay, đứng bằng một chân, khiến các đệ tử của Lê Sơn Thị xung quanh đều tránh ra sau. Đồ đằng của Lê Sơn Thị là Lê Sơn Yêu Thần Hoa. Khi Trung Nhạc ở Bích Không Đường sát hạch, nhìn xuống khí tượng của Đại Hoang, đã từng thấy một bông yêu hoa. Bông hoa sen đó bao trùm hàng trăm dặm, đó chính là đồ linh mà lão tổ tông Lê Sơn Thị để lại. Còn thiếu nữ Lê Sơn Thị này đã tu luyện tới trình độ tái hiện Lê Sơn đồ linh, tinh thần lực hiển hóa yêu thần hoa. Trong hoa tạo ra yêu thần không hề thua kém Thủy Thanh Hà, thậm chí còn có phần hơn hắn về mức độ tinh diệu. Lê Tú Nương, ngoài Thủy Thanh Hà ra, tên Trung Sơn Thị kia thì như thế nào? Luyện khí sĩ Lê Sơn Thị hỏi, có đáng để tâm không? Lê Tú Nương bước đi, mỗi bước là một bông yêu liên nở rộ, cười yêu mị nói, chưa tới mức khiến ta phải chú ý đâu. Thực lực của hắn có thể tạo thành uy hiếp với ta, thế nhưng không lớn. Người thật sự khiến ta hứng thú là các cao thủ của thập đại thị tộc như Hữu Ngô Thí, Đào Lâm Thí, Quân Sơn Thí, Lôi Hồ Thí. Nhưng có thể chọn Trung Sơn Thí để luyện tập trước cũng được, tạo khí thế khi tham gia đối quyết vậy. Cũng trong lúc này, trong phòng nghỉ của Lôi Hồ Thị, một vị hán tử cao to, phía sau hiện ra một vị thần nắm giữ lôi đình, cũng cười to nói, Trung Sơn Thí có thể dùng để luyện tập được, tích lũy khí thế như hổ đói xuống núi vậy, tốc độ càng ngày càng nhanh. Khi đối mặt với cao thủ như Thủy Thanh Hà, dựa vào khí thế vô địch của ta liền có thể đánh bại những kẻ đó được rồi. Lại nói, cũng trong lúc đó, Trung Nhạc ngồi khoanh chân lại, hộp kiếm Long Huyết dựng đứng trên mặt đất. Trong thức hải, Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn cách tế luyện hộp kiếm Long Huyết và Long Lân kiếm. Tế luyện hồn binh là tế hồn phách vào trong hồn binh, dùng tinh thần lực để ôn dưỡng, thẩm thấu ngày đêm, tạo dựng tinh thần, hồn phách cảm ứng với nhau. Thời gian tế luyện càng dài thì cảm ứng với hồn binh sẽ càng ổn định và bền vững hơn. Cho dù hồn binh của ngươi có mất đi, chỉ cần động tâm niệm là có thể thu về được. Kẻ khác có muốn đoạt được cũng không đoạt được đâu. Nhưng cái hộp kiếm này của ngươi đã có cảm ứng với Long Lân kiếm rồi, thuộc loại cảm ứng giữa kiếm và bao. Nếu bảo kiếm mất đi, tế hộp kiếm là có thể thu về được. Giờ ngươi tu luyện không cần tế hộp kiếm ra, tế kiếm trước đi, dùng tinh thần lực và hồn phách cường đại để mà tế luyện.
trung nhạc tế hồn phách vào trong Long Lân kiếm, tinh thần lực cũng theo đó mà tràn ra ôn dưỡng, chăm sóc cho bảo kiếm. Người bình thường ôn dưỡng hồn binh đa phần là đơn thuần dùng hồn phách và tinh thần, mất mười mấy ngày mới tế luyện được như ý, đó là cách ngu si nhất mà. Tân Hỏa tiếp tục chỉ dẫn nói: khi người ôn dưỡng đồng thời quan tưởng Hỏa Kỳ Cung, tọa hoàng quan tưởng đồ, nhưng như vậy cùng lắm chỉ mất mấy canh giờ là có thể tế luyện như ý thôi. Trung Nhạc nghe vậy lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng. Sau vài canh giờ, Trung Nhạc bỗng mở mắt ra. Tế. Chỉ nghe cạch một tiếng, hộp kiếm được mở ra. Long Lân kiếm phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhảy ra khỏi hộp kiếm. Hàn quang lóe sáng, nhiệt độ không khí lập tức giảm mạnh, hàn khí bức người. Long Lân kiếm dường như biến thành con mắt của hắn vậy. Qua Long Lân kiếm, Trung Nhạc có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Hơn nữa, khi Long Lân kiếm bay lên càng ngày càng cao, khung cảnh hắn nhìn thấy cũng ngày một rộng hơn. Xoẹt xoẹt. Trên không trung sấm đánh chớp giật, Long Lân kiếm dưới sự khống chế của hắn thi triển Bôn Lôi kiếm quyết, chỉ thấy điện quang tung hoành, Long Lân kiếm dường như biến thành lôi đình điện quang thật, bay qua lại tựa như tia chớp vậy. Trung Nhạc không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, triệt để thi triển Bôn Lôi kiếm quyết. Trên không trung, kiếm quang lấp loáng, Bôn Lôi kiếm quyết lập tức thể hiện được toàn bộ uy lực. Trước kia, hắn thi triển Bôn Lôi kiếm quyết cứ cảm thấy vướng víu gì đó, nhưng dùng hồn binh Long Lân kiếm thì những sự biến hóa trước kia không thi triển được, giờ đã được bộc lộ theo ý mình. Chẳng trách được mà các thượng viện đệ tử đều nói hồn binh tốt có thể khiến thực lực tăng lên gấp đôi. Có Long Lân kiếm này, thực lực Bôn Lôi kiếm quyết của ta đâu chỉ tăng lên gấp đôi đâu. Trung Nhạc thầm nghĩ, giờ ngươi mới chỉ tế hồn vào trong kiếm thôi, đủ để giết mãnh thú phổ thông, dùng đối phó với tiểu quỷ như Thủy Thanh Hà kia thì còn lâu mới được. Tinh thần lực của Thủy Thanh Hà mạnh hơn ngươi, hồn binh chắc cũng không thua kém của ngươi đâu. Giao thủ với hắn ta, ngươi có khả năng thua cao hơn. Tân Hỏa biến thành một ngọn lửa nhỏ bay lên Long Lân kiếm, chui vào trong thân kiếm, đứng trên hồn phách của Trung Nhạc nói, thanh kiếm này cũng không tồi, có thể bảo vệ hồn phách của ngươi, không đến mức bị đánh gãy Long Lân kiếm là hồn bay phách tán ngay. Mức độ dẻo dai và cứng cáp của thanh kiếm này cũng có thể nói là thượng thượng hạng, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì đừng ai mong đánh gãy được nó cả. Khi va chạm với các hồn binh khác cũng không sợ bị hồn phách tử vong. Sao? Hồn binh mà vỡ là người cũng tử vong theo sao? Trung Nhạc không khỏi kinh hãi kêu lên. Đương nhiên rồi, tế hồn tế phách, dùng hồn binh chiến đấu, sợ nhất là hồn binh bị đánh vỡ mà. Vì hồn phách được tế vào trong hồn binh, nếu hồn binh vỡ rồi thì hồn phách cũng vỡ theo, chủ nhân cũng sẽ chết theo. Tân Hỏa ngồi xuống vai hắn nói, vì thế về hồn binh ấy mà không dùng cũng được, đã dùng thì phải dùng lại tốt nhất kìa, nếu không hồn binh mà vỡ đi là sẽ hồn phi phách tán. Ngươi nhìn cái đám tôm tép trong thượng viện này đi, chẳng biết cái mẹ gì cả. Hồn binh của chúng phần lớn là hàng làm qua loa, chạm vào là vỡ ngay. Dám tế hồn binh chiến đấu rõ ràng là đem đầu ra đánh cược mà. Trung Nhạc hơi chấn động, đệ tử thượng viện đúng là có không ít người khi chiến đấu là tế hồn binh, rất ỷ lại vào hồn binh. Không ngờ trong mắt của Tân Hỏa đều là đi nộp mạng. Thanh kiếm này của ngươi không tồi, chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì không dễ gì mà phá được Long Lân kiếm của ngươi đâu. Đấu với đệ tử thượng viện có thể tế ra dùng được. Tân Hỏa trịnh trọng nói, đương nhiên nếu gặp luyện khí sĩ thì ngươi vẫn nên tránh thật xa đi. Nếu không luyện khí sĩ chém gãy Long Lân kiếm thì hồn phách của ngươi cũng tiêu tan luôn. Hồn binh chỉ là thứ thay thế kiếm khí thôi, dùng tạm khi tu vi còn thấp mà thôi. Kiếm khí không những có lực công kích hơn hẳn hồn binh mà còn an toàn hơn rất nhiều. Được rồi, cứ bay lên tiếp đi, lên trên cao luyện kiếm đi. Long Lân kiếm lập tức bay lên trên trời cao, kiếm quang đem theo tiếng sấm sét, không lâu sau đã bay lên vạn trượng. Hồn phách của Trung Nhạc nhìn xuống, chỉ thấy quần sơn biến thành nhỏ tí xíu, nhưng kiếm môn sơn thì như thanh cự kiếm, vẫn cao không đo đếm được. Trung Nhạc cưỡi Long Lân kiếm bay một lúc, thấy tinh thần lực có chút mệt mỏi. Tinh thần lực của hắn có dư, thế nhưng không đủ mạnh để duy trì khoảng cách xa như vậy. Bay lâu như vậy, thế nhưng trên kiếm môn kim đỉnh vẫn ở trên cao, không biết còn bao xa nữa, gần như là xa không thể với tới.
chắc ở đây rồi. Tân Hỏa nhìn ra ngoài. Đây là khu vực có lôi đình trên không trung. Trên không có mặt trời, canh khí và lôi đình còn chưa đánh ra. Mặt trời tự lửa, canh khí giống đao, hồn phách lên trên không trung sẽ bị thiêu cháy, sẽ bị gió truy sát ngay. Mặt trời và canh khí không phải quá nguy hiểm, nhưng lôi đình thì vô cùng lợi hại. Lôi đình sẽ cảm ứng được hồn phách của ngươi, khi tới trên cao, lôi đình sẽ tự sinh ra, sẽ đánh xuống ngươi. Sao? Lôi đình sẽ chủ động đánh xuống ta hay sao? Trung Nhạc kinh hãi hỏi. Ta không động tới mà lôi đình cũng đánh xuống ta ư? Trước khi hồn phách và linh kết hợp là âm tính, còn sấm sét thì là dương cương. Âm dương gặp nhau sẽ hấp thu lẫn nhau, vì thế hồn phách lên trên không trung sẽ bị sét đánh ngay. Tân Hỏa nói, cái việc này cũng giống như nam với nữ vậy. Nói thế nào nhỉ? Khi nam nhân gặp nữ nhân thì sẽ muốn tới gần, muốn giao phối. Trước kia ngươi tu luyện bộ lôi kiếm quyết chỉ là lôi đình mà tinh thần lực quan tưởng ra thôi, là sét giá, là âm lôi. Còn sét trong tự nhiên là dương lôi, uy lực hơn gấp nhiều lần so với âm lôi. Độ cao này vừa đủ, sấm sét vẫn không quá ác liệt, rất ít đã. Người tu luyện bồn lôi kiếm quyết vừa hay có thể mượn sấm sét ở đây để tu luyện được. Tô luyện hồn phách của ngươi, tinh thần và hồn binh. Ngươi phải cẩn thận, sấm sét tới rồi, mau quân tưởng tại hoàng. Xung quanh Long Lân kiếm, điện quang bắn sèn sẹt, càng ngày càng nhiều tụ lại với nhau. Trên không trung giống như xuất hiện vô số con lôi xà, truyền qua truyền lại giữa các đám mây vô cùng kinh người. Càng ngày càng nhiều điện quang tụ lại, đại xà nuốt tiểu xà càng ngày càng lớn. Trên không trung bắt đầu xuất hiện tiếng sấm. Trung Nhạc chấn kinh, cảm thấy hồn phách của mình bị thứ gì đó khóa chặt. Hồn phách có cảm giác sợ hãi, vội vàng quan tưởng hỏa kỳ cung tuệ hoàng. Tinh thần lực tạo ra hỏa kỳ cung bên trong Long Lân kiếm, còn Trung Nhạc thì biến thành tuệ hoàng, đầu rồng thân người, đuôi rắn, lập tức cảm giác sợ hãi, không cánh mà bay. Uỳnh uỳnh. Tiếng sấm vang rền, một tiếng nổ lớn truyền tới, một tia sét đánh xuống. Long Lân kiếm căn bản không kịp tránh, bị sét đánh trúng. Một luồng uy năng khó có thể tưởng tượng lập tức lan tràn, lan tỏa toàn bộ Long Lân kiếm. Bên trong Long Lân kiếm, hồn phách của Trung Nhạc bị sét đánh cho đen thui, thậm chí cả hỏa kỳ cung tọa hoàng hắn quan tưởng ra cũng đen xì, hồn phách gần như biến thành đám than. Tinh thần lực của hắn gần như bị đánh tan, sinh ra cảm giác đau đớn vô cùng. Tiếng sấm vang lên, thứ chấn động đó gần như khiến hắn tan tành. Mau, toàn lực quan tưởng, không được phân tâm. Tân Hỏa đứng trên vai của hắn nhưng không hề bị tổn thương chút nào, sắc mặt căng thẳng nói, phân tâm là ngươi chết chắc rồi, là sẽ hồn phi phách tán ngay. Trung Nhạc nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn gần như xé nát người, gắng gượng ngưng tụ tinh thần quan tưởng hỏa kỳ cung tại hoàng. Hồn phách bị sét đánh đen thui của hắn lập tức bắt đầu hồi phục, giống như cây khô hồi sinh vậy. Uỳnh uỳnh. Lại là một tia sét đánh xuống. Hồn phách của Trung Nhạc vừa mới phục hồi nguyên trạng thì lại bị đánh trúng. Cơn đau đớn khó lòng chịu nổi lại xuất hiện. Thế nhưng Tân Hỏa gần như không chút lo lắng. Hắn cười khang khắc nói, người cứ yên tâm mà nghiến răng đi. Người chỉ là hồn phách nghiến răng thôi. Nếu là thân thể của ngươi cũng nghiến răng kiểu này, thì răng trong mồm ngươi nát vụn cả rồi. Lần đầu tiên không chết được thì lần thứ hai cũng không chết được đâu. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục tu luyện, không được buông xuôi. Đau, ta đau. Trung Nhạc nghiến răng nói, ồ, rất đau sao? Ngọn lửa nhỏ có chút chột dạ. Phục khi thần tộc thuần huyết ta từng dạy trước kia, chưa ai kêu đau cả. Trung Nhạc lại nghiến răng tiếp tục kiên trì, không ngừng quan tưởng. Chỉ trong nửa canh giờ đã có hơn 20 tia sét đánh xuống Long Lân kiếm. Ngay cả Tân Hỏa cũng kinh hãi nghĩ bụng, những phục khi thần tộc thuần huyết ta dạy trước kia, khi lần đầu tiên bị sét đánh cũng không kiên trì được lâu như vậy, đã kêu giống lên từ bỏ rồi, cái tên tiểu tử này lại vẫn tiếp tục được như vậy sao? Trung Nhạc cảm thấy hồn phách của mình đã đau tới mức tê dại rồi. Sấm sét vẫn tiếp tục dẹt dẹt đánh xuống hắn, nhưng dần dần dường như hắn cũng không còn đau như trước nữa. Tinh thần lực của hắn đang được cường hóa, hồn phách cũng trở nên dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được sấm sét oanh kích. Thậm chí trong hồn phách và tinh thần lực của hắn cũng có lôi đình điện quang. Đột nhiên Trung Nhạc nhìn thấy tại nơi cách hắn mấy trăm trượng có một vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên không trung,
cũng có sét đánh không ngừng đánh xuống nàng ấy. Thiếu nữ đó không có hồn binh bảo vệ mà bị sét đánh trực tiếp xuống người, nhưng thân thể vẫn ngồi đó không hề động đậy. Nữ hài kia nhìn có vẻ tuổi cũng không nhiều, lại lợi hại như vậy sao? Trung Nhạc khẽ động tâm niệm, Long Lân kiếm bay về phía thiếu nữ đó. Nàng mở mắt ra, tò mò nhìn Long Lân kiếm cười. Vị sư huynh đây cũng đang tu luyện hồn phách sao? Người có đau không vậy? Vừa rồi đau, giờ thì có phần tê dại rồi. Hồn phách của Trung Nhạc thò đầu ra khỏi kiếm cười nói. Ta nên xưng hô với sư tỷ như thế nào đây? À, ta là Khâu Đan Thị, Khâu Cấm Nhi. Vừa rồi sấm sét đánh ta cũng không chịu được, gần như là ngất đi rồi. Thiếu nữ kia cố chịu đau nói. Ta xưng hô với sư huynh như thế nào đây? Trung Nhạc thấy sét đánh xuống, vội quay vào kiếm nói. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, Khâu sư tỷ tu vi thật là lợi hại, ta không dám cho hồn phách chống đỡ sấm sét đâu. Khâu Cấm Nhi cười nói. Trung sư huynh, ta thấy hình như huynh lớn hơn ta, gọi ta là sư muội đi. Hai người nói chuyện một lúc đều mệt, Trung Nhạc cười nói. Khâu sư muội, ngày mai chúng ta gặp lại. Khâu Cấm Nhi gật đầu, hồn phách bay đi. Trung Nhạc chố mắt nhìn, thấy Khâu Cấm Nhi lại bay về phía một tòa đại điện trên kiếm môn sơn. Đó là nơi luyện khí sĩ ở, nàng ấy... Trung Nhạc thất thanh kêu lớn, Tân Hỏa nói. Nàng ta chính là một luyện khí sĩ, ngươi không phát hiện ra sao? Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng ấy gọi ta là sư huynh, ta gọi là sư muội. Một luyện khí sĩ gọi ta là sư huynh, ta thấy rất là áp lực. Tranh thủ ngày mai ngươi luyện thành luyện khí sĩ đi, tu vi vượt qua nàng ta thì không phải làm sư huynh cũng được rồi sao? Tân Hỏa cười tít mắt nói. Nhưng ngươi cần phải nỗ lực hơn nhiều, vì Khâu Cấm Nhi này không hề đơn giản, là thiên sinh linh thể, tư chất không hề thua kém phương kiếm khác đâu. Những người như vậy tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh như gió vậy. Lại nói, hồn phách của Khâu Cấm Nhi bay vào trong đại điện, trở lại thân thể của một thiếu nữ đang ngồi. Một mỹ phụ bước ra cười nói. Cấm Nhi, lần này tu luyện như thế nào rồi? Tắm xét luyện hồn, đây là tuyệt học của Lôi Hồ Thị. Mẹ cũng khó khăn lắm mới lấy trộm được. Dùng cách này luyện hồn, hồn phách sẽ vô cùng dẻo dai. Con là tiên thiên mộc thế, thiên sinh đã linh hồn hợp nhất rồi. Nếu được sấm sét tu luyện thì sau này thành tiểu sẽ không hề thua kém tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn đâu. Khâu Cấm Nhi mở mắt ra nói. Mẹ, trên tầng Lôi Vân con gặp một vị sư huynh cũng luyện hồn ở đó. Hồn phách ẩn trong một món hồn binh. Con nói chuyện với huynh ấy có mấy câu. Mỹ phụ căng thẳng nói. Lẽ nào là luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị ta sao? Ta lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồ Thị, nếu bị phát hiện thì thể diện sẽ không còn nữa đâu. Khâu Cấm Nhi vội nói. Không phải là Lôi Hồ Thị, vị sư huynh đó nói huynh ấy là Trung Sơn Thị, tên là Trung Nhạc. Mỹ phụ thở phào chán nản nói. Trung Sơn Thị là đại thị tộc nào, sao ta chưa từng nghe nói qua vậy? Lẽ nào Trung Sơn Thị cũng lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồ Thị sao? Trung sư huynh cũng là kẻ trộm sao? Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên nói. Mỹ phụ trợn mắt lên. Trộm cái gì chứ, chúng ta đây là hiếu học, không phải là kẻ trộm. Nghe thật là chứng tai mà. Hôm khác ta tới chỗ môn chủ trộm tuyệt học đại tự tại kiếm khí cao thâm nhất kiếm môn, con luyện thử xem. Khâu Cấm Nhi le lưỡi. Hồn phách của Trung Nhạc lúc bấy giờ quay lại cơ thể, không khỏi kinh ngạc kêu lên, thấy thức hải của hắn lại biến nhỏ lại. Thức hải của hắn vốn rộng 3.000 mẫu, hơn nữa tu vi càng ngày càng tinh thâm thì tinh hải cũng mở rộng theo, nhưng giờ lại nhỏ lại chỉ còn khoảng 1.000 mẫu, một lúc đã thu nhỏ lại chỉ còn 1/3. Thế này là sao? Lẽ nào tu vi của ta bỗng chốc giảm sút 2/3 sao? Lúc này Tân Hỏa nhảy ra khỏi Long Lân kiếm, nghe thế lắc đầu nói. Đây chính là tác dụng tuyệt vời của Lôi Đình luyện thể. Tinh thần ngươi vốn dĩ đã không đủ dẻo dai, thức hải ngươi tuy giống thế nhưng tinh thần lực không mạnh. Lần Lôi Đình tu luyện này đã tu luyện hết tạp chất trong tinh thần lực của ngươi rồi. Tuy tinh thần lực thu nhỏ lại nhiều, nhưng tinh thuần hơn, dẻo dai hơn. Ngươi mau nhìn đi, trong thức hải của ngươi có Lôi Đình điện quang, đây chính là biểu hiện của tinh thần lực cường đại.
Hồn phách của Trung Nhạc nhìn lại thì thấy trong thức hải đúng là thấp thoáng có điện quang, giống như những con kim xà ẩn mình dưới biển vậy. Giờ tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, nếu đủ mạnh thì sẽ biến thức hải thành lôi trì, lôi hải. Tinh thần lực biến thành lôi tướng, lôi dịch. Thứ tinh thần lực đó mạnh hơn tên tiểu tử Thủy Thanh Hà không biết bao nhiêu lần. Tân Hỏa nói tiếp: Lôi trì, lôi hải sao? Lôi tướng, lôi dịch. Trung Nhạc trố mắt lên, không khỏi mong ngóng, lẩm bẩm nói: Khi nào ta mới tu luyện tới mức độ đó đây? Ngươi còn chưa nhận ra hồn phách cũng nhỏ đi đúng không nào? Tân Hỏa đắc ý nói: Giờ ngươi cho hồn phách xuất khiếu xem nào. Trung Nhạc vội vàng cho hồn phách xuất khiếu, chỉ thấy cảnh tượng xung quanh trở nên khổng lồ. Tân Hỏa bay tới trước mặt, lại to hơn Trung Nhạc hắn cả chục lần. Hồn phách của hắn nhỏ như hạt đậu, còn Tân Hỏa thì rất to lớn. Trung Nhạc quay lại nhìn thân thể mình, không khỏi kinh hãi. Thấy thân thể mình như cự nhân đội trời đạp đất, cao lớn không thể tưởng tượng. Hồn phách của hắn vốn cũng to tương đương với Tân Hỏa, thế nhưng giờ đây thì nhỏ tới mức đáng thương. Hồn phách của ngươi trải qua lôi đình tu luyện cũng đã nhỏ lại, luyện đi các tạp chất bên trong. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, dùng thêm mấy viên vũ linh đan, dùng tinh thần lực tu luyện nhục thân. Ngày mai chúng ta tiếp tục tu luyện. Tân Hỏa cười nói: Đến khi thân thể của ngươi đủ mạnh, cũng sẽ cho thân thể của ngươi tới lôi vân tu luyện. Thế nhưng giờ thì chưa đủ. Sao? Thân thể hứng sét đánh sao? Sẽ bị đánh cho đen thui sao? Trung Nhạc định thần lại, lấy vũ linh đan ra uống 3 viên, rồi quan tưởng giao long đồ đằng tu luyện thân thể. Lập tức cảm giác được dược lực vũ linh đan tiêu hao nhanh chóng. Sau thời gian một nén nhang, 3 viên vũ linh đan đã tiêu hao hết dược lực, đành phải dùng tiếp 3 viên nữa. Trước kia ta dùng giao long đồ đằng luyện thể, thân thể không thể tiếp tục cường hóa. Giờ tinh thần lực mạnh hơn, có thể tăng lên tăng cường rồi. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiếp tục tu luyện. Trong một đêm, hắn bất chi bất giác đã tiêu hao hết 60 viên vũ linh đan. Tốc độ tiêu hao thế này thì sau này chắc phải cạp đất mà ăn mất thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung Nhạc mở mắt có chút giở khóc giở cười. Trong một đêm tiêu hao 60 viên vũ linh đan, còn tốn hơn cả tu luyện trong ranh giới sinh tử. Vũ linh đan của hắn chỉ còn lại hơn 250 viên, tính ra cũng chỉ đủ cho 4-5 ngày nữa. Nhưng một đêm tu luyện, hắn thu hoạch cũng không vừa. Thân thể được cường hóa, giờ hắn cảm giác được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh bạo phát, nhất cử nhất động đều như sấm sét vậy. Mỗi bó cơ của hắn đều ẩn chứa sức mạnh bạo phát khủng bố, mỗi sợi gân đều căng như dây cung, tốc độ truyền đạt thần kinh cũng nhanh đến thần tốc. Không biết 5 ngày nữa thực lực của ta sẽ đạt tới trình độ nào đây? Có sánh được với Thủy Thanh Hà không đây? Trung Nhạc tế hồn, Long Lân kiếm ra khỏi hộp, kiếm quang bắn lên tầng mây. Hắn lại lên lôi vân, dẫn lôi đình tới luyện hồn. Không lâu sau, Khâu Cấm Nhi cũng bay tới, hai người nói chuyện vài câu rồi lại tu luyện. Nam nữ kết hợp tu luyện sẽ không mệt mỏi đâu. Tân Hỏa ngồi trên vai Trung Nhạc nghĩ bụng nói: Nhạc tiểu tử, thấy nữ hài nhỏ như vậy đã là luyện khí sĩ rồi, biến áp lực thành động lực, bắt đầu liều mạng tu luyện rồi. Chỉ là hắn không biết cái gọi là tiên thiên linh thể khác với người thường. Tiên thiên linh thể sinh ra đã là linh hồn hợp nhất rồi, sinh ra đã là luyện khí sĩ chứ không phải tu luyện mà thành. Có nên cho hắn biết không đây? Thôi vậy, người trẻ tuổi cũng nên có động lực. Mấy ngày sau đó, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi như có hẹn, hai người đều tu luyện ở đây, đến khi không thể kiên trì được nữa mới rời đi. 5 ngày sau, thức hải của Trung Nhạc chỉ còn lại 500 mẫu vuông, hồn phách cũng chỉ còn lại nhỏ thành tiểu bất điểm, nhỏ đến không đáng kể, còn nhỏ hơn cả kiến. Nếu không phải mấy ngày nay hắn không ngừng dùng vũ linh đan tu luyện, thì e rằng thức hải còn nhỏ hơn nữa, hồn phách cũng nhỏ tới mức không biết có nhìn thấy được nữa không. Tuy thức hải và hồn phách của hắn nhỏ lại, nhưng hắn cảm thấy được cả thức hải, hồn phách hay thân thể đều cường đại hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là thức hải, trong đó có lôi đình biến thành các con kim xà uốn lượn. Tâm niệm khẽ động là kim xà chuyển đi, vô cùng dọa người. Nhưng Trung Nhạc cũng đã tiêu hao hết sạch vũ linh đan, không thể tu luyện tiếp được nữa. Đệ tử thượng viện mỗi tháng được nhận có 10 viên vũ linh đan, với ta mà nói như muối bỏ biển, còn không đủ tu luyện trong một canh giờ. Hắn đau đầu suy nghĩ.
Nếu trước kia thì có thể tới kiếm môn ma khư tích lũy công lao, thế nhưng giờ ma khư đã đóng cửa, phải tìm cách khác thôi. Không biết có tìm được cách nào khác đổi vũ linh đan hay không đây. Hắn đang định đứng dậy thì nghe có tiếng thiếu nữ lanh lảnh vọng vào từ bên ngoài. Trung sư đệ, Trung sân thị Trung nhạc, Trung sư đệ. Ồ, là tiếng của Đình sư tỷ. Trung nhạc vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa nghĩ bụng. Đình sư tỷ tới tìm ta là có việc gì đấy? Cửa vừa mở thì Trung nhạc giật mình. Ở bên ngoài tiểu viện của hắn lố nhố các vị nữ đệ tử thượng viện nhìn ngó, có đến hơn 30 nữ đệ tử đứng ở phía đối diện. Đứng đầu là Đình Lam Nguyệt, còn có Ngô Phi Yến áo đen và Đào Đại Nhi áo đỏ. Còn những nữ tử khác nữa thì hắn không biết. Nhiều nữ tử tập trung lại như vậy, không khí lan tỏa mùi hương thiếu nữ và mùi phấn thơm. Chắc là những loại phấn trang điểm họ dùng phấn hoa tự luyện chế mà ra, thoa lên người thêm vài phần thanh mát. Ở phía xa là các nam đệ tử ở Nam Viện đang thò đầu nhìn. Thấy nhiều nữ đệ tử xuất hiện ở Nam Viện như vậy, họ cũng giật mình. Ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy sự ngưỡng mộ. Tại sao chư vị sư tỷ lại tới chỗ của ta vậy? Trung Nhạc chán nản nói. Các vị sư tỷ mời vào trong để ta đi pha trà. Không, không vào chỗ của ngươi đâu. Đình Lam Nguyệt cười nói. Trung sư đệ, bọn ta định xuống núi lịch luyện. Chúng ta sẽ tới Thú Thần Lĩnh khởi động cho vô cấm kỵ đối quyết đây. Quanh Thú Thần Lĩnh càng ngày càng nhiều hung thú. Mấy bộ lạc thị tộc quanh đó đều bị quấy nhiễu cả. Đã có rất nhiều thôn trang bị ăn thịt rồi. Bọn ta cũng vừa hay, chỉ cần tới Thú Thần Lĩnh dẹp hóa, cũng có thể tích lũy công lao để đổi lấy vũ linh đan hoặc là hồn binh. Đào Đại Nhi cười nói. Bọn ta vốn không định đi cùng số nam nhân đâu. Ngô sư tỷ nói người có bản lĩnh có thể cho đi cùng. Hơn nữa ta cũng từng người thấy người không hối nên có thể đưa đi theo được. Tim Trung Nhạc khẽ rung lên, hộp kiếm long huyết bay tới đáp xuống dưới chân của hắn. Trung Nhạc cười nói. Đa tạ Đào sư tỷ đã đề bạt. Ngô Phi Yến lạnh nhạt nói. Không cần nói nhiều, lập tức xuất phát thôi. Chỉ biết chừng trời tối rồi là tới được Thú Thần Lĩnh thôi. Đào Đại Nhi vội lấy ra một cái túi vải nhỏ, nàng cười nói. Thú Thần Lĩnh khá xa, đi bộ thì e là phải 2-3 ngày. Ta từ chỗ luyện khí sĩ Đào Lâm Thị mượn một cái túi mây, cưỡi mây đi thì có thể tới trước khi mặt trời lặn. Nàng mở túi vải, bên trong trào ra vân khí đầy màu sắc. Chỉ trong nháy mắt, Trung Nhạc và các thiếu nữ đứng trên đám mây cảm thấy một luồng lực lượng nhấc họ lên trời. Trung Nhạc chép miệng khen thần kỳ. Đào Đại Nhi cười nói. Đám mây này là hồn binh luyện khí sĩ Đào Lâm Thị ta luyện chế ra được, tên là Thái Vân Gian, nhưng không có uy lực gì cả, chỉ dùng để di chuyển thôi. Ta sẽ điều khiển hướng, các sư muội khác thay nhau dùng tinh thần lực duy trì là có thể bay tới Thú Thần Lĩnh được rồi. Ai tiêu hao hết tinh thần lực thì lại đổi người, thay nhau nghỉ ngơi, tránh cho việc tới Thú Thần Lĩnh rồi thì hết tinh thần lực. Trong Nam Viện, mấy trăm nam đệ tử sững sờ nhìn đám mây đưa mấy chục thiếu nữ tựa hoa và Trung Nhạc bay lên trời, ai cũng thất hồn lạc phách. Hey, thật giống với sự việc của thôn bên cạnh. Thôn bên cạnh chúng ta có một con trâu đực rất to khỏe. Thôn dân trong vòng 10 dặm, mỗi ngày 15 hàng tháng lại dẫn trâu cái sang cho phối giống. Mười mấy con trâu cái xếp hàng chờ, mà những con trâu đực khác thì chỉ biết dương mắt nhìn thôi. Có người ngẩng lên nhìn đám mây lẩm bẩm nói. Bọn ta gọi con trâu đực đó là trâu giống à? Huynh đài, ngươi nói cái này làm gì vậy? Nam đệ tử bên cạnh tò mò hỏi. Ở phía xa, một vị đại hán mắt sáng lên, nhìn lên đám mây bay ra khỏi kiếm môn, cười hề hề nói. Cuối cùng cũng nỡ đi rồi, chuẩn bị lôi vương châu. Đệ tử lôi hồ thị chúng ta cũng tới Thú Thần Lĩnh nào. Ta sẽ đích thân đối với tên Trung Nhạc kia. Hơn 20 tên tinh anh đệ tử của lôi hồ thị cùng đáp lời, kéo ra một cái thuyền lớn dài hơn 10 trượng. Ở giữa là một bức tượng, chính là tượng lôi công, khắc rất nhiều loại lôi văn. Mọi người lên lôi vương châu, con thuyền bay lên trời, hướng về Thú Thần Lĩnh. Cùng lúc đó, bên trong nữ viện, Lôi Sơn Thị, Lê Tú Nương cũng triệu tập đệ tử Lôi Sơn Thị, tế ra một chiếc lá khổng lồ, đó là lá của yêu thần hoa. Mọi người đứng trên lá bay về Thú Thần Lĩnh. Thú Thần Lĩnh là địa phương tương đối kỳ lạ bên trong đại hoang, chu vi 800 dặm. Ta nghe nói có thú thần vẫn lạc, thi thể hóa thành Thú Thần Lĩnh này. Nơi đó là nhạc viên của dị thú, sinh sống đủ loại mãnh thú.
những loại dị thú này bị luyện khí sĩ kiếm môn ta xưng là yêu thú. Bên trên Thải Vân Gian, Đình Lam Nguyệt hướng Trung Nhạc nói: Sư đệ, yêu thú là từ mãnh thú tu luyện mà thành, nhưng là không có bao nhiêu trí khôn cả, mà là có chút yêu thú thì có thể biến hóa, bị gọi là yêu tộc. Việc này ngược lại rất là thú vị. Vô luận là nhân tộc chúng ta hay là ma tộc vừa ra đời đều chính là nhân tộc hoặc là ma tộc, mà yêu tộc còn lại trải qua tu luyện mới có thể trở thành yêu tộc được. Bất quá có thể trở thành yêu tộc đều là luyện khí sĩ cả, thần thông quảng đại, kinh người vô cùng. Đào Đại Nhi cười nói: Nhưng là ở trong thú thần lĩnh cũng không có luyện khí sĩ yêu tộc đâu. Nghe nói bên ngoài đại hoang có thánh địa của yêu tộc, nhưng trong đại hoang lại là địa bàn của kiếm môn chúng ta. Có kiếm môn ta bảo vệ đại hoang, yêu tộc không dám tế phạm vào đâu. Nhiệm vụ lần này của kiếm môn đối với chúng ta chính là dễ như trở bàn tay rồi. À, Đào Đào, người đã nói ngươi từng ngửi qua Trung Sư Đệ là ngươi ngửi như thế nào vậy? Đình Lam Nguyệt quan sát Đào Đại Nhi và Trung Nhạc đột nhiên trêu ghẹo nói: Ồ, phải nha, phải nha. Những thiếu nữ khác lập tức chấn hưng tinh thần, rối rít cười nói: Nói nhanh lên, hai người các ngươi là người như thế nào vậy? Đào Đào, ngươi ngửi thấy chỗ nào của Trung Sư Huynh là gương mặt hay là miệng vậy? Hay là những chỗ khác đây? Đào Đại Nhi nhảy dựng lên, mắt hạnh trừng lớn, chống nạnh nói: Còn nói nhào nhào nữa thì mang các ngươi, những cái tiểu nha đầu này đều từ trên mây bỏ lại bây giờ. Đào Đào, bị chúng ta bắt được cái đuôi nhỏ rồi, bắt đầu nôi hung rồi kìa. Một thiếu nữ bĩu môi tiến tới trước mặt của Đào Đại Nhi, cười hì hì nói: Là miệng, đối với miệng ngửi thế này phải không? Ngay khi đôi môi của hai thiếu nữ sắp dính vào với nhau, Đào Đại Nhi rốt cuộc không nhịn được đỏ mặt, vội vàng mang đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Những nữ hài tử khác nở nụ cười, bên trên Thải Vân Gian rộn rã tiếng hoan hô cười nói. Trung Nhạc cũng bị xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ có thể làm bộ như không có nghe thấy. Hắn lên tiếng nói: Các vị sư tỷ, phong cảnh bên ngoài đại hoang như thế nào? Các nữ hài liếc mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu. Một thiếu nữ lắc đầu nói: Chúng ta cũng không biết được, chúng ta cũng chẳng bao giờ rời đi quá đại hoang cả. Bất quá ta nghe nói bên ngoài đại hoang hung hiểm vô cùng, lúc trước cũng có người đi ra khỏi đại hoang thì nhưng bình thường đều không thấy trở về. Đâu chỉ có thế đâu, ta còn nghe nói bộ lạc ở bên thủy đại hoang thường xuyên có người biến mất đi, là bị ác ma bên ngoài giam giữ để ăn thịt. Trung Nhạc nhìn về phía Ngô Phi Yến nói: Sư tỷ kiến thức rộng rãi, đã có từng đi qua phía ngoài đại hoang hay chưa? Ngô Phi Yến lắc đầu nói: Chưa từng đi qua, bất quá luyện khí sĩ Hữu Ngô Thị cũng có người đi qua đi lại ở phía ngoài rồi. Bên ngoài đại hoang không phải là nơi người ở. Trung nữ vội vàng hỏi thăm, Ngô Phi Yến không muốn nói chuyện nhiều. Nếu là các ngươi tu thành luyện khí sĩ rồi, cũng có cơ hội đi ra bên ngoài đại hoang nhìn thử một lần. Không phải là nơi người ở, đây là đánh giá gì vậy? Trung Nhạc cao mày hỏi thăm Tân Hỏa. Tân Hỏa ngáp một cái nói: Ta làm sao mà biết được, ta chỉ biết là trước khi ta ngủ say còn không có đại hoang này. Thống trị nơi này chính là Phục Hy thần tộc, các ngươi và những thần tộc khác kìa. Ai ngờ sau khi ta tỉnh lại thì ta phát hiện Phục Hy thần tộc cũng đã biến thành nhân tộc rồi. Ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ta cũng muốn tìm hiểu. Thú thần lĩnh chỉ thấy dãy núi nguy nga dày đặc, giống như lợi kiếm đâm về trời cao, hiểm ác vô cùng. Vùng đất sâu xa hiểm ác bậc này không có người ở, chỉ có bên ngoài thú thần lĩnh mới có bộ lạc nhân tộc, mà ở bên trong thú thần lĩnh thì yêu thú ở khắp nơi. Các loại yêu thú xem nơi này trở thành nhạc viện phồn diễn sinh sống. Thỉnh thoảng cũng có bộ lạc nhân tộc đến đây săn thú, thế nhưng cũng chỉ hoạt động ở bên ngoài. Nội bộ của thú thần lĩnh thật sự quá nhiều yêu thú, có rất ít người dám can đảm tiến vào trong đó. Thế nhưng vào lúc này lại có hơn 20 vị đệ tử thượng viện kiếm môn đi lại ở chỗ sâu nhất trong thú thần lĩnh. Chỉ thấy những vị đệ tử này tế lên từng thanh hồn binh tìm kiếm yêu thú, gặp phải yêu thú lập tức một kiếm chu diệt. Hàn sư huynh, nơi này có chút không đúng cho lắm, thật giống như yêu thú ít đi rất nhiều, thế nhưng mỗi một con yêu thú đều rất là mạnh. Hơn 20 vị đệ tử tế lên hồn binh luân phiên tấn công, rút cục mang một đầu yêu nghiêu mà chém chết.
Thực lực của con yêu nghiêu này rất kinh người, da trâu bền bỉ tới mức coi như là hồn binh cũng đừng mơ tưởng dễ dàng đâm rách được. Mọi người cũng là hao tốn rất nhiều khí lực mới chém giết được nó. Nghiêu thi to lớn giống như một núi nhỏ, mọi người đứng ở trên thi thể của nó trông về phía xa, chỉ thấy trong thú thần lĩnh tràn ngập chứng khí, giống như từng đóa màu hồng phấn lớn ma cô, giống như từng cây nấm lớn màu hồng phấn vậy. Một vị đệ tử thiếu niên hết nhìn đông tới ngó tây, khẽ cau mày hướng vị Hàn sư huynh dẫn đầu kia nói: "Sư huynh, thật sự có chút không đúng rồi. Con yêu nghiêu này mạnh ngoài ý liệu, ở thú thần lĩnh này chưa bao giờ có yêu thú mạnh như vậy cả." Ở bên cạnh cũng có người cười nói: "Sư đệ ngươi quá lo rồi, Hàn sư huynh chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử của thượng viện ta, trận chiến nào mà chưa từng thấy qua đây. Cho dù cái tên Trung Sơn thị và Thủy Đồ thị kia ở trong mắt của Hàn sư huynh cũng chỉ là tôm tép nhã nhép mà thôi, khó khăn trèo lên nơi thanh nhã được." Vị Hàn sư huynh này chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện, nổi danh ngang với Ngô Phi Yến, nghe vậy ôn hòa cười một tiếng nói: "Thực lực của Thủy Thanh Hà, Thủy sư huynh vẫn phải có, khả năng còn cao hơn cả ta. Còn về phần Trung Sơn thị sao, còn thiếu sót chút ít hỏa hầu." Đột nhiên chỉ thấy chứng khí phía trước phiêu động, bên trong chứng khí màu hồng phấn có một thiếu nữ thanh xuân đang chậm rãi đi về hướng này. Nói tới cũng kỳ quái, thiếu nữ thanh xuân kia mặc trang phục màu hồng phấn, trong tay nắm một luồng chứng khí trên thô dưới mảnh, giống như nắm lấy cán dù hoặc là thân cây nấm vậy. Chỉ là chứng khí dạng như cây dù che lại tầm mắt của mọi người nên thấy không rõ bộ dáng của nàng kia. Bất quá nhìn thân hình thướt tha kia hẳn là tuổi sẽ không lớn, nhiều nhất là 14-15 tuổi thanh xuân đậu khấu. "Vị sư muội này cẩn thận, đó là chứng khí, có khí độc mà." Một vị nam đệ tử vội vàng cao giọng quát lên: "Mau, mau rời đi chỗ đó đi, nhanh lên." "Khoan, có chút cổ quái rồi." Vị Hàn sư huynh kia thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói: "Nơi đây đã là khu vực chung của thú thần lĩnh rồi, ngay cả chúng ta xông tới đây đều có chút khó khăn, huống chi là một vị nữ tử đây. Chúng ta tốt nhất mau lui lại." "Lui sao? Các ngươi có thể lui đi đâu đây?" Hàn sư huynh chợt quát, mọi người lập tức riêng mình tiến lên hồn binh, nhanh chóng nhảy xuống nghiêu thi, cất tốc mà rời khỏi. Cây dù bằng chứng khí kia đột nhiên tản đi, chỉ thấy dưới dù quả thật là một vị thiếu nữ thanh xuân. Chỉ là thiếu nữ thanh xuân này cổ dài khoảng 3 thước, ở trên mọc một cái đầu rắn to lớn là nhân diện xà. Từ trong miệng của con nhân diện xà kia phát ra giọng nói của thiếu nữ. Nàng cười nói: "Nhân gia đều nói rồi, các ngươi đi không được đâu, các ngươi còn không tin sao?" Xoẹt. Cổ của nàng đón gió biến dài, chỉ thấy từ phía trong cổ áo được bao lại của nàng xông ra thân rắn càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, đầu càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng, đầu rắn đã lớn như một ngọn núi nhỏ, thò ra nhanh như tia chớp, một hớp liền nuốt vào bốn vị đệ tử kiếm môn. "Con xả yêu này đã sắp tu thành luyện khí sĩ rồi, trong thú thần lĩnh không thể nào có hung vật bậc này được, nó nhất định là yêu tộc từ ngoài tới rồi." Hàn sư huynh gầm lên cao giọng nói: "Tế hồn binh ngăn nó chốc lát đi, chỉ cần chạy ra khỏi nơi đây là được." Các đệ tử thượng viện còn sót lại rối rít thúc giục hồn binh chém về phía con đại xà kia. Chỉ thấy từng thanh hồn binh chém vào đỉnh đầu và nơi bảy tấc của con đại xà, khắp nơi tóe lên ánh lửa, lại không thể tổn thương tới nó chút nào. "Nhân tộc ngu xuẩn, lại dám can đảm tùy ý tế lên hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh thấp thấp như vậy sao? Các ngươi không biết rằng làm như vậy là đang tự mình tìm đường chết hay sao?" Con đại xà kia cười khúc khích, há mồm phun ra nọc độc. Chỉ thấy nọc độc rơi như mưa, những thanh hồn binh kia bị độc dính vào trên thân lập tức toát ra khói xanh nồng đậm, trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành thủng lỗ chỗ. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hồn phách mọi người tế ở trong hồn binh cũng bị nọc độc dính vào. Hồn phách kêu thảm thiết nhưng ngay sau đó liền hóa thành từng làn khói xanh. Phù 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 phù. Thân thể đám người Hàn sư huynh lung la lung lay, đột nhiên từng người ngã xuống. "Đều chết hết đi, những nhân tộc này thật là yếu đuối, khó trách sẽ bị chúng ta và các chủng tộc khác làm thành lương thực như vậy." Con đại xà kia thu lại cổ rắn, khôi phục như thường, lắc đầu, đột nhiên cười nói:
Sư huynh, các người cũng muốn ăn sao? Tiểu muội có thể chia cho các người hai người để ăn. Ai mà cần ăn? Một đại hán thân hình như trụ sắt cất bước đi tới. Hắn cười lạnh nói: Nếu như ta muốn ăn thịt người, tự nhiên sẽ đi bắt về. Bên ngoài thú thần lĩnh này còn nhiều bộ lạc nhân tộc. Lần trước ta liền xông vào một cái thôn trại, đại khoái cắn ăn, ăn rất thống khoái. Chỉ thấy đại hán này thân cao hơn 2 trượng, mặc áo khoác da lông thật dày, bộ ngực mọc đầy bộ lông rậm rạp, mà trên cổ thì mọc một cái đầu gấu, miệng đầy răng nhọn. Ê, ta vẫn là tới trễ một bước rồi, vì thế cho nên mới bị xả sư muội đắc thủ như vậy. Lại có một người đi tới, bước đi như bay, trên đầu mọc một cái đầu dê. Hắn bước nhanh tới, đi tới bên cạnh hai người, cười nói: Hùng sư huynh, người có điều không biết rồi, xà sư muội mời chúng ta cũng là có ý tốt à. Những cái người này không giống với người bình thường. Thịt của người bình thường rất khô cứng, nhai vào dính dính, mà bọn người kia thì đã trải qua tu hành, da thịt rất bền chắc, nhai vào vị cũng không tệ. Nếu là đặt ở trên chợ, nhất định có thể bán được giá tiền thượng hạng. Vị xà sư muội kia gật đầu cười nói: Nếu là luyện khí sĩ của nhân tộc, giá trị càng là hơn. Lần trước ta tham dự thịnh hội vạn tộc ở thành Hãm Không, từng nhìn thấy có người giao bán luyện khí sĩ nhân tộc. Cái giá tiền kia bán người cũng mua không nổi đâu. Con hắc hùng kia nghe vậy cực kỳ động tâm nói: Nghe nói trong kiếm môn cũng có luyện khí sĩ nhân tộc sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Vị xà sư muội kia cười lạnh nói: Kiếm môn chấn thủ đại hoang đã trải qua hơn vạn năm rồi, thực lực rất là đáng sợ. Đừng nói là ngươi còn chưa phải là luyện khí sĩ, cho dù ngươi là luyện khí sĩ đi chăng nữa, nếu có ý đồ với kiếm môn cũng sẽ bị chết ngay. Ngay cả đuôi của ngươi cũng đều không dư lại đâu. Công Dương sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Vị tên là Công Dương kia gật đầu cười nói: Chúng ta lần này tớ là theo sư tôn tới tầm báo của thú thần lĩnh này, nếu là kiếm môn đệ tử tìm tới cửa, chúng ta liền ăn, thế nhưng tuyệt đối không thể có ý đồ với kiếm môn được. Chờ cho sư tôn tìm được bảo bối kia, chúng ta lập tức rời đi. Thực lực của kiếm môn rất bất phàm, phía ngoài có rất nhiều thế lực lớn đều muốn thâu tóm đại hoang, thế nhưng đến nay vẫn không thể thành công được. Có thể thấy kiếm môn sâu không lường được. Vị hùng sư huynh kia gật đầu ồm ồm nói: Vậy lúc gần đi, ta muốn cướp đoạt những nhân tộc này mang đi ra bên ngoài bán một phần. Xà sư muội đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói: Lại có người đến rồi. Ồ, lần này là 3 nhóm người. Bây giờ thì không cần cãi nhau nữa rồi. Ta và ngươi riêng phần mình chịu trách nhiệm một nhóm. Hai vị sư huynh, các người nhớ lấy, nhất định phải giết sạch toàn bộ, không thể để thoát một người. Nếu như làm kinh động kiếm môn, sẽ phá hư đại sự của sư tôn. Công Dương cùng hùng sư huynh gật đầu, riêng phần mình tản đi. Khóe miệng của vị xà sư muội kia phun ra đầu lưỡi thật dài, nhanh chóng chạy về hướng đám người Trung Nhạc và Đào Đại Nhi. Nàng lẩm bẩm nói: Hy vọng sư tôn nhanh một chút tìm được bảo bối kia. Thời gian nếu là kéo dài quá lâu, chỉ sợ lần sau kiếm môn tới sẽ không phải là những tiểu tử này, mà là sẽ luyện ký sĩ kia. Thải Vân Gian từ không trung chậm rãi đáp xuống. Các thiếu nữ ở trong lúc hạ xuống nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy địa thế của thú thần lĩnh này rất hiểm trở, cực kỳ đáng sợ. Trong đại hoang có rất nhiều nơi lộ ra âm trầm, có nhiều chỗ lộ ra hung hiểm, mà ở nơi này lại có vẻ yêu dị, yêu tà, làm cho sắc mặt của những thiếu nữ đang vui sướng này cũng không khỏi ngưng trọng. Đợi cho Thải Vân Gian rơi xuống đất, Đào Đại Nhi lấy ra cái túi kia, trong miệng lẩm bẩm vài chữ, liền thấy Thải Vân bắt đầu chui vào trong túi. Không mất bao lâu, Thải Vân Gian có phạm vi tầm hơn 10 trượng đã được thu vào trong túi. Ngô Phi Yến cất bước đi thẳng về phía trước nói: Các vị sư muội, lần này kiếm môn tuyên bố nhiệm vụ này, ban thưởng xa xỉ, có không ít đệ tử cũng tiến về trước thú thần lĩnh rồi. Có ít người đã đi trước chúng ta một bước rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa đâu. Lập tức khởi hành, tiến về trước chỗ sâu trong thú thần lĩnh thôi, chém giết yêu thú làm loạn nào. Đình Lam Nguyệt bước nhanh đuổi kịp nói: Sư tỷ, lần này tinh anh của thập đại thị tộc đều xuống đây, trong đó có không ít nhân vật mạnh mẽ, ví dụ như đám người Thủy Thanh Hà, Lôi Cốn. Trong đám nữ tử cũng có nhân vật rất giỏi, ví dụ như Lê Sơn Thị, Lê Tú Nương,
Mộ Xuân Thí, Mộ Thanh Huyên. Sư tỷ, liệu có nắm chắc chiến thắng bọn họ hay không? Ngô Phi Yến lắc đầu nói. Nghe nói tinh thần lực của đám người Lê Tú Nương và Mộ Thanh Huyên đã đạt tới hóa hư vi thực rồi. Luận tinh thần lực, quả thật so với ta mạnh hơn một bậc. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của những đại thị tộc này, trải qua lựa chọn vô cùng nghiêm ngặt, được bồi dưỡng từ nhỏ, dùng linh đan rượu dược chồng chất lên nhau, tự nhiên là có chỗ hơn người rồi. Hữu Ngưu thị ta cũng có đệ tử hạch tâm, so với bọn họ cũng không thua kém gì. Bất quá muốn cho ta chịu thua thì phải so đấu một lần. Trung sư đệ, người đã giao thủ với Thủy Thanh Hà, người thấy thực lực của hắn ta so với ta thì như thế nào? Nguyên một đám nữ hài nhi nhao nhao hướng Trung Nhạc nhìn lại, rất là quan tâm việc này. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Sư tỷ, người so với Thủy Thanh Hà còn kém hơn một tẹo. Ngô Phi Yến liếc mắt chừng hắn, lạnh lùng nói: Không so đấu một hồi thì sao có thể định ra thắng thua được? Còn có Trung sư đệ ngươi nữa, ta cũng rất muốn so đấu với ngươi. Từ sau khi ngươi giao thủ với Thủy Thanh Hà, ta càng là muốn biết bản lĩnh của ngươi. Trung sư đệ, khi nào thì ngươi trở thành đệ nhất Nam Viện đây? Đào Đại Nhi cười nói: Hiện giờ đệ nhất Nam Viện là Hàn Thanh, Mặc Hàn sư huynh, nổi danh sánh ngang với Ngô sư tỷ, cũng là một nhân vật rất giỏi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn ta, ngươi chính là đệ nhất Nam Viện rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Hư danh thì quan trọng như vậy hay sao? Sao lại không quan trọng? Các thiếu nữ mồm năm miệng 10 mà thảo luận nói: Nếu như có thể đạt được tên tuổi đệ nhất thượng viện thì sẽ nhận được ngưỡng mộ của đệ tử nữ viện chúng ta, làm siêu lòng ngàn vạn thiếu nữ chúng ta. Còn sẽ nhận được yêu ái của luyện khí sĩ kiếm môn, được ban thưởng các loại bảo bối, linh đan và công pháp kìa, được lợi ích vô cùng. Còn có người sẽ làm tùy tùng cho ngươi, vì ngươi mà làm việc. Ngươi chỉ cần vung cánh tay lên thôi, hô lên thôi, liền có người hưởng ứng tụ tập cho ngươi. Trung Nhạc chố mắt lúng ta lúng túng nói: Còn có những chỗ tốt này sao? Bất quá mê đảo ngàn vạn thiếu nữ coi như thôi đi, chẳng để làm gì cả. Lúc này ta chỉ cần linh đan và công pháp thôi. Các thiếu nữ rối rít phỉ nhổ hắn nói: Hàn sư huynh là nhân vật cùng nổi danh với Ngô sư tỷ, mới sẽ không bị ngươi đánh bại đấy. Ngươi muốn trở thành đệ nhất thượng viện ư? Hay là chờ thêm vài năm nữa đi. Hàn sư huynh anh minh thần võ, đẹp trai hơn người, đánh ngã tiểu ma đầu Trung Sơn thị. Đột nhiên Ngô Phi Yến căng thẳng sắc mặt nói: Chớ có lên tiếng, xung quanh đây có yêu thú kìa. Các thiếu nữ khẩn trương lên, lập tức hai người dựa lưng vào nhau mà đứng, lấy ra đồ đằng trụ, chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch. Trung Nhạc cũng lên tinh thần, vào lúc này lại cảm thấy sau lưng ấm áp, có một cỗ thân thể mềm mại vừa dán lên, quay đầu lại nhìn, liền thấy được mái tóc và cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ. Đào Đại Nhi quay đầu lại, cười nói tự nhiên, môi hồng răng trắng, rất là động lòng người. Mùi thơm của cơ thể thiếu nữ truyền đến, tựa hồ hòa tan vài phần không khí bốn phía. Trung Nhạc nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đằng trụ của những nữ hài này chỉ dài hơn một xích, rất là xinh xắn. Đồ đằng văn ở trên cũng rất là phức tạp, lại có khắc phượng văn đồ đằng, chắc hẳn là loại tương đối cao cấp. Mặt đất chấn động rất nhỏ, đột nhiên âm thanh chấn động càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Mặt đất phập phồng tựa như là gợn sóng. Sau một khắc liền thấy có từng con phỉ di xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy mấy trăm con phỉ di có hình dạng như là thần lằn, bên ngoài mọc đầy miếng vảy. Mỗi con đều cao hơn người, bốn chân trắng kiện, thân thể lại dài khoảng 2-3 trượng, gào thét lao nhanh mà đến. Không, không được tế lên hồn binh. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói: Loại phỉ di này ăn các loại kim thiết, trong bụng nó đều là axit cả. Nếu là hồn binh bị cắn, lập tức sẽ bị ăn mòn mất thôi. Mau, các ngươi lập tức bố trí xuống đồ đăng trụ, khởi động phượng hoàng đồ đăng nào. Phập phập phập. Từng cây đồ đằng trụ rơi xuống, phượng văn trên đồ đằng trụ sáng lên, liền thấy phượng văn của mấy chục cây đồ đằng trụ liên kết với nhau, hóa thành một con phượng hoàng lơ lửng ở trên đỉnh đầu của các thiếu nữ. Sao, đây là một tòa trận pháp sao? Trung Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, quan sát con phượng hoàng do đồ đằng trụ hình thành, tức thời cảm giác được con phượng hoàng này có được uy lực rất đáng sợ, tương đương với một môn công pháp quan tưởng phượng hoàng. Hơn nữa là mang sức mạnh của các thiếu nữ này
tụ tập cùng một chỗ quan tưởng ra Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng này độ ngưng tụ rất cao, đã gần như thực hóa, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Vù vù, Phượng Hoàng đồ đằng chấn động hai cánh, liền thấy dưới cánh chim cuồn cuộn bay ra vô số quả cầu lửa lớn hơn một trượng, bay về hướng những con phỉ di đang sống tới kia. Quả cầu lửa rơi xuống trong bầy phỉ di thì đột nhiên bành bành nổ tung. Mỗi một quả cầu lửa lúc bộc phát đều cấp tốc phồng lên mấy chục lần, nổ tung vô cùng kinh khủng, nổ những con phỉ di kia vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc liền chết không biết bao nhiêu. Những con phỉ di khác thấy thế tức thì không ngừng quái gọi, đào tẩu khắp nơi. Các thiếu nữ thở phào một hơi, lòng đất đột nhiên lại chấn động, chỉ thấy mặt đất dưới chân vỡ ra vô số cửa động. Các thiếu nữ sợ hãi kêu lên, chỉ thấy từng cái xúc tu thịt màu đỏ từ lòng đất chui ra, không có tai mắt mũi lưỡi, chỉ có từng cái miệng lớn chụp về phía đầu các thiếu nữ. Một thiếu nữ còn chưa kịp kêu ra tiếng liền bị một cái xúc tu thịt núc ních mở to miệng chụp lên cái đầu nhỏ của nàng. Xúc tu nhúc nhích luôn cả bờ vai của nàng cùng một chỗ mà nuốt xuống. Không cần kinh hoàng, là đại sân khấu, phi nhạn kinh hồng. Đại địa nứt vỡ, xuất hiện một cái khe hở dài đến 6-7 trượng. Tiếp lấy có từng cái viên thịt lớn như ngọn núi từ trong cái khe nứt ra, thân thể phả ra khói xanh. Những viên thịt đen xì này nhỏ nhất cũng lớn khoảng 5-6 trượng. Trên viên thịt mọc đầy xúc tu giống như con giun vậy, bị lôi đình bổ đến cháy đen, đã chết tới không thể chết lại. Cùng lúc đó, không trung vang dội tiếng sấm sét, từng đạo lôi đình hóa thành kiếm khí bắn ra khắp mọi nơi. Đột nhiên đầy trời lôi đình kiếm khí vừa thu lại, liền thấy thi thể mấy trăm đầu phỉ di ngã ở trên mặt đất. Hơn 30 vị thiếu nữ đồng loạt nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc mang theo hộp kiếm đặt ở dưới chân. Hộp kiếm vẫn như cũ, không động. Động chính là bôn lôi kiếm quyết do tinh thần lực của hắn quan tưởng mà ra. Mà ở dưới chân hắn tức thì xuất hiện một cái vút rồng khổng lồ, giống như là dấu vết do giao long đi qua lưu lại vậy. Thật là lợi hại. Các thiếu nữ đều hít sâu vào một hơi. Ngu Phi Yến chăm chú nhìn Trung Nhạc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thầm nghĩ. Thủy Thanh Hà. Ngu Phi Yến lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Vừa rồi Nhu Nhi sư muội nếu như bị nó ăn vào, đoán chừng bây giờ ngay cả xương cốt cũng tìm không thấy rồi. Vị nữ tử tên Nhu Nhi sư muội kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vuốt ve bộ ngực sữa, lòng còn sợ hãi. Trung Nhạc đột nhiên sinh ra cảm ứng, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách bên ngoài vài dặm, một đám chứng khí màu hồng phấn giống như cây nấm lớn đang bay tới, không khỏi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ra khỏi vỏ. Cạch một tiếng, long huyết kiếm hạp ở trước chân hắn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu vàng vèo một tiếng phá không bay đi. Sau một khắc, liền bay đến vài dặm bên ngoài. Kiếm quang tựa như là một cái cầu vồng, nhanh như thiểm điện chém tới. Đám người Ngu Phi Yến lại càng hoảng sợ, vội vàng mà nhìn theo. Liền thấy đám chứng khí giống như cây nấm kia bị kiếm quang xuyên qua, đột nhiên bị nghiền nát. Tiếp theo kiếm quang bay trở về, chỉ thấy chỗ chứng khí nghiền nát đột nhiên có mưa ào ào rơi xuống, mà kiếm quang lại không có dính phải nửa phần nước mưa. Sau đó cơn mưa lại thoáng cái liền biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Long lân kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ lên tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi. Long lân kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ tay lên nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như sét đánh vừa rồi đâm thủng chứng khí, đã làm cho sinh linh trốn bên trong chứng khí bị thương. Ngô sư tỷ, tình huống giống như có chút không đúng thì phải. Phỉ di trùng kích chúng ta, đại sân khâu thừa cơ từ lòng đất đánh lén chúng ta, mà cũng không phải đánh lén chúng ta, mà là nhổ đi đồ đằng trụ của chúng ta thì phải. Những việc này giống như là phá vỡ Phượng Hoàng đồ đằng quan tưởng trận của chúng ta. Yêu thú bình thường sẽ thông minh như vậy hay sao? Trung Nhạc bấm tay búng long lân kiếm một cái, vết máu trên thân kiếm liền bị đánh bay, không có lưu lại một giọt máu. Đưa tay lấy long lân kiếm cắm vào trong hộp kiếm, hắn lên tiếng nói. Hơn nữa, lúc nãy có người ở sau khi ta chém giết đại sân khâu và phì gì liền lén quan sát ta. Ánh mắt của hắn bị ta cảm ứng được, cho nên xuất kiếm chém tới. Lúc này trên thân kiếm dính máu, nói rõ đại sân khâu và phì gì là do có người đang âm thầm điều khiển, nên vừa rồi mới sẽ không kích chúng ta.
Ngô Phi Yến hơi nhíu mày, Đình Lam Nguyệt gật đầu nói. Đào Đại Nhi nghiêm túc gật đầu. Các nữ hài thu hồi vô số đồ đằng trụ còn lại, đi thẳng về phía trước. Không qua bao lâu thì đi tới nơi mà kiếm khí của Trung Nhạc chém tới. Chỉ thấy chiến khí nơi đó đã tản đi, mặt đất lưu lại vô số cái hố to cỡ nắm tay, rõ ràng là dấu vết do những giọt nước mưa kia rơi vãi mà lưu lại. Ngay cả tảng đá và bùn đất đều bị nước mưa kia ăn mòn thành hình dạng này, độc tính thật sự là mãnh liệt vô cùng. Ngô Phi Yến chấn động trong lòng, tiếp đấy lại càng chấn động, chỉ thấy nơi chứng khí bị chạm lưu lại một cái động lớn, vách động bóng loáng mượt mà, cửa động rộng khoảng 4-5 trượng, không biết là sinh vật gì lưu lại, ngay cả cửa động cũng có chút vết máu. Hiển nhiên sinh vật bị Trung Nhạc chạm tổn thương kia lúc này đã thông qua lòng đất mà đào tẩu. Mà cái cửa động này lớn như vậy, hiển nhiên sinh vật đã trốn đi kia cũng to đến dọa người. Cảm giác của nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng thật nhanh. Cũng trong lúc đó, cảm giác của nhân tộc tiểu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng cũng thật là nhanh. Ở mấy chục dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên văng lên bùn đất, chỉ thấy một con đại xà thò ra đầu rắn khổng lồ, nhưng ngay sau đó đầu rắn thu nhỏ lại. Thấy một quái vật có thân thể nữ tử mặc đồ rắn đi ra khỏi huyệt động, nhưng ngay sau đó phất tay đem huyệt động vùi lấp lại, chính là vị yêu tộc xà sư muội kia. Kiếm tốc của hắn rất nhanh, để cho ta cơ hồ không kịp phản ứng. Nếu không phải là ta kịp thời giãy giụa thân thể một chút, đã bị hắn chém thành hai nửa rồi. Xà sư muội giơ tay lên sờ sờ cổ rắn của mình, chỉ thấy phía trên chảy xuôi máu tươi, một đạo vết kiếm cơ hồ cắt đến bên trong xương cốt của nàng. Có thể nghĩ bồn lôi nhất kiếm mới vừa rồi của Trung Nhạc thế tới là bậc nào hung mãnh, bậc nào nhanh chóng. Tên tiểu tử này không kém, tên tiểu tử này không hề kém cỏi, chỉ là ta bị hắn chiếm mất tiên cơ, lúc nãy mới bị hắn chém đả thương như vậy. Còn có thiếu nữ áo đen kia nữa, hình như là thủ lĩnh đoàn người bọn họ, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn cả tiểu tử kia sao? Những người khác không đáng để lo, chi bằng thăm dò hết thảy lai lịch của hai người bọn họ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Xà sư muội đầu rắn mặt người tinh tế suy tư, trong con ngươi chớp động lên tia sáng yêu dị. Lần này nàng lần đầu tiên va chạm với Trung Nhạc, ăn thiệt thòi nhỏ, sở dĩ rút đi vì kinh kỵ Ngô Phi Yến, bởi vì theo nàng, Ngô Phi Yến là người dẫn đầu đệ tử thượng viện đợt này của kiếm môn, ngay cả Trung Nhạc đều không thể trở thành người dẫn đầu, tự nhiên thực lực của Ngô Phi Yến là mạnh hơn. Trung Nhạc đã lợi hại như thế, nếu như Ngô Phi Yến lại còn mạnh hơn Trung Nhạc, một mình nàng đối mặt với hai cường giả tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Tốt thôi, trước hết hãy để bọn tiểu tử ở phía trước thú thần lĩnh kia đối phó với các ngươi, ta sẽ dò xét ra thực lực của thiếu nữ áo đen kia. Ánh sáng trong mắt xà sư muội càng trở nên yêu dị, trong miệng tràn ra tiếng cười bén nhọn. Không qua bao lâu liền nghe thấy từ trong thú thần lĩnh truyền đến tiếng thú hô âm trầm trầm thấp. Thân hình của xà sư muội chấp động tiến về chỗ sâu trong thú thần lĩnh. Mà gần như cùng lúc đó, đám người Lôi Hồ thị, Lôi Cổn và Lê Sơn thị, Lê Tú Nương cũng gặp phải yêu thú vây công, thử dò xét bản lĩnh của đệ tử kiếm môn đợt thứ hai này. Lôi Cổn và Lê Tú Nương triển lộ ra thực lực tinh thần lực hóa hư là thật, làm cho vị Hùng sư huynh và Công Dương kia cũng không có trực tiếp hạ thủ. Nơi này vẫn còn là phạm vi bên ngoài của thú thần lĩnh, ở chỗ này động thú, nếu để bất kỳ người nào trong bọn họ chạy trốn được, cũng sẽ làm cho hư đại sự của sư tôn. Đợi đến nơi này vẫn là phạm vi bên ngoài của thú thần lĩnh, ở chỗ này động thú, nếu để bất kỳ người nào trong số bọn họ chạy trốn được, thì cũng sẽ làm hư đại sự của sư tôn thôi. Đợi đến những nhân tộc tiểu thịt tươi này tiến vào trong giải đất trung tâm của thú thần lĩnh kia, thì lúc đó có thể đại khai sát giới được rồi. Đám người Trung Nhạc, Ngô Phi Yến tiếp tục xâm nhập thú thần lĩnh, dọc theo đường đi gặp được vô số loại yêu thú kỳ dị. Yêu thú ở thú thần lĩnh này to lớn không gì sánh được, có khi trong ao đầm nhảy ra một con cá sấu khổng lồ, thân dài hơn 20 trượng, đào thương bất nhập. Có khi trong hồ nước lại nhảy ra một con cá lớn, lên bờ chạy vội như bay, vồ giết bọn họ. Thậm chí cả ở trên không trung, Lữ Nhi sư muội, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lại để con nhện kia kéo đi được. Chúng nữ rối rít trêu ghẹo nói, lần này người xuất sư bất lợi rồi, lần trước thì bị đại sơn khâu suýt nữa ăn vào trong bụng.
Liễu Nhi sư muội cũng vừa lấy lại tinh thần, nghe vậy cười nói: "Chẳng qua là đúng dịp thôi, làm sao có thể có lần thứ ba được đấy. Tiếp theo, nếu như có con nhện tới ăn ta, ta sẽ đánh cho nó răng rơi đầy đất mới thôi. Ai nha." Thiếu nữ còn chưa nói xong, đột nhiên xoẹt một tiếng bay lên, đầu dưới chân trên, nhanh chóng bay về hướng một cây đại thụ. Lần thứ ba tới nhanh như vậy sao? Trung nữ ngạc nhiên, chỉ thấy tán cây của gốc đại thụ kia bao phủ chu vi trăm mẫu, rễ cây chẳng chịt. Vô số rễ cây, cành cây bay ra, chen chúc, cuốn về phía mọi người. Rễ cây cành cây đều thô to giống như độc long đại mãng vậy. Là thực nhân thú. Đình Lam Nguyệt giật mình kêu một tiếng, vội vàng quan tưởng đại hỏa. Không trung nhất thời tràn ngập hỏa diễm. Các thiếu nữ khác hiểu ý, cũng rối rít quan tưởng đại hỏa. Lại thấy có vô số rễ cây xuyên qua đại hỏa trên không trung, hướng phía dưới cuốn một cái, mang từng cái thiếu nữ chó lại kéo về dưới tàng cây. Rễ cây đại thụ phóng về phía Trung Nhạc. Các thiếu nữ hoa dung thất sắc, vội vàng cao giọng nói: "Trung sư đệ đi mau." Chỉ sau một khắc, Trung Nhạc bị chó lại thật chặt, buộc chung một chỗ với các thiếu nữ. "Giao long đồ đằng!" Trung Nhạc quát khẽ, chỉ thấy một con lôi đình giao long từ trong mi tâm bay ra, vây quanh gốc cây quái thụ này xoay một vòng. "Lôi báo!" Trung Nhạc quát lớn, sức mạnh chất chứa trong giao long đồ đằng lập tức bộc phát. Ngàn vạn đạo lôi quang mang rễ cây và cành cây của gốc đại thụ này giật đến thẳng tắp. Các thiếu nữ rối rít rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vắt chân chạy như điên. Mọi người chạy ra được mấy dặm, quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc đại thụ kia rút lên vô số rễ cây, đột nhiên đứng lên, mở ra từng sợi rễ cây đuổi theo mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên, gốc đại thụ kia dù sao cũng quá nặng, hành động bất tiện. Nó tức giận đến nỗi rễ cây quất loạn khắp nơi, đánh cho nứt toác cả núi đá. "Cái gốc cây này chỉ sợ muốn biến thành yêu rồi." Đình Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói: "Trong kiếm môn có không ít sư huynh sư tỷ cũng chạy tới thú thần lĩnh này, so với chúng ta còn sớm hơn. Nghe nói đệ nhất nam viện Hàn sư huynh cũng mang theo một nhóm lớn người cũng đến nơi này, không biết có thể gặp được bọn họ hay không đây. Bản lĩnh của Hàn sư huynh cực mạnh, nếu như có bọn họ đi cùng thì có thể giảm bớt không ít nguy hiểm rồi." Ngô Phi Yến lắc đầu nói: "Thú thần lĩnh có chu vi 800 dặm, muốn gặp được nhóm người Hàn Thanh Mặc là có chút khó khăn rồi. Yêu thú trong thú thần lĩnh quả thật trở nên lợi hại vô cùng. Ta lúc trước tới đây lịch lãm cũng không có lợi hại như vậy. Dù Hàn Thanh Mặc tới đây rồi cũng là nửa bước khó đi. Bất quá bọn hắn cũng có thể đã chạy thẳng tới giải đất trung tâm của thú thần lĩnh rồi. Nói không chừng đến nơi đó liền gặp được bọn họ thôi." Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đã tỉnh lại, mượn hai mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy bốn phía dãy núi hiểm trở, xách xách lấy làm kỳ lạ. Tân Hỏa cười nói: "Xương sườn thật lớn à, tên đã chết ở chỗ này cũng có thể được xưng là thần ma chân chính rồi." "Sao, xương sườn nữa?" Hồn phách Trung Nhạc đứng ở phía trên thức hải, nghe vậy kinh ngạc nói: "Cái gì xương sườn vậy?" "À, thì chính là ngọn núi kia kìa." Tiểu đồng Tân Hỏa giơ lên cánh tay nhỏ tí của mình, giống như ngọn lửa nhỏ, phân ra một cái hỏa tuyến, chỉ hướng một ngọn núi hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp nói: "Ngọn núi này là xương sườn biến thành, cái tên thần ma này hẳn là một đại gia hỏa. Xương sườn thô to như vậy, hẳn không phải là thần tộc hoặc là ma tộc rồi, mà là thú tộc, là thần của thú tộc. Nhìn gốc cây xương sườn này, thực lực của người này khi còn sống hẳn là không kém đâu." Trung Nhạc hoảng sợ ngẩng đầu đánh giá ngọn núi hùng vĩ trùng điệp này, chỉ thấy núi cao 4-5 ngàn trượng, cao chót vót như vách tường, hình dáng hình lục giác, người thường căn bản không cách nào mà trèo lên. "Xương sườn mà lớn như vậy sao?" Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, lại nhìn những dãy núi của thú thần lĩnh, chỉ thấy những dãy núi tương tự như ẩn như hiện, có đến 48 ngọn, so với xương sườn của người còn nhiều hơn gấp đôi. "Đây chỉ có thể xem như là xương sườn của thú thần bình thường, ta đã từng thấy qua so với thứ này còn lớn hơn rất nhiều." Tân Hỏa suy tư nói: "Bất quá ở trước khi ta ngủ say cũng không có cái chỗ này, hẳn là ở sau khi ta ngủ say mới xuất hiện. Nguyên nhân gì để cho một vị thú thần vẫn lạc ở nơi này đây? Ồ, cỗ khí tức này..." Ngọn lửa nhỏ này hơi kinh ngạc, đột nhiên cười nói:
thứ tốt đây. Ta vốn cho là một thân tinh hoa của tôn thú thần này cũng đã trôi mất hết sạch rồi, xương cốt hóa đá, linh hồn thành bụi. Không có nghĩ tới tên này lại còn có tàn lưu lại tinh khí như vậy. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, hắn nghi ngờ nói: Cái gì mà tàn lưu lại tinh khí vậy? À, thì là lúc tôn thú thần này chết đi, hẳn là đã tự phong lại tinh khí và linh hồn của mình. Hắn tính toán giữ được linh hồn Đông Sơn tái khởi, để cho linh hồn không chết đi. Chẳng qua là trải qua thời gian dài như vậy, linh hồn của hắn không có được thú tộc tế tử, không chiếm được tế tử thì không cách nào hóa thành đồ đằng. Đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán rồi. Bất quá tinh khí của tôn thú thần này hẳn là còn chưa có biến mất đi. Người có chú ý tới bốn phía nơi này yêu thú càng ngày càng mạnh không? So với lúc trước còn mạnh hơn hay không đây? Trung Nhạc nghe vậy gật đầu đồng ý. Đình Lam Nguyệt và Ngu Phi Yến cũng từng nói qua, thực lực của yêu thú trong thú thần lĩnh mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Tiểu Đồng Tân Hòa nói: Đây chính là nơi thú thần phong ấn tinh khí và linh hồn của mình trước khi chết rồi. Vì phong ấn bị buông lỏng, dẫn đến tinh khí của hắn bị tràn ra, bị những con yêu thú này hấp thu được, cho nên yêu thú mới có thể trở nên mạnh hơn như vậy. Hơn nữa ta còn hoài nghi trước kia nơi này có thể biến thành nhạc viên của yêu thú, cũng là bởi vì khi đó tinh khí của thú thần đã bắt đầu tiết lộ ra rồi, chỉ là không có tiết lộ nhiều như lần này thôi. Nhạc tiểu tử, những con yêu thú này hấp thu một tia linh khí, tinh khí của thú thần tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở nên lợi hại như vậy. Bây giờ người đã biết chỗ lợi hại, chỗ tốt của tinh khí thú thần chưa? Ồ, nói như vậy, yêu thú ở thú thần lĩnh bạo động là bởi vì tinh khí của thú thần tiết ra ngoài gây nên sao? Trung Nhạc không khỏi cực kỳ động tâm. Tinh khí của thú thần, cái loại vật này, nhân tộc có thể hấp thu được sao? Hiệu quả so với vũ linh đan thì như thế nào? Vũ linh đan sao? Tiểu Đồng Tân Hòa trợn tròn mắt, một lúc sau mới nói: Vũ linh đan, có mà vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp tinh khí của thú thần có được đâu. Tinh khí của thú thần này còn tốt hơn vũ linh đan vô số lần. Trong kiếm môn của các ngươi, linh đan có thể so được với tinh khí của thú thần, đoán chừng cũng không có mấy viên đâu. Bất quá, có một điểm ngươi đã không hỏi sai. Tinh khí của thú thần, ngươi muốn trực tiếp hấp thu là tuyệt đối không được. Nếu là tùy tiện hấp thu, tuyệt đối sẽ biến thành một con đại yêu thú. Biến thành yêu thú giống hệt với tôn thú thần này khi còn sống kìa. Trung Nhạc sợ hết hồn, thất thanh nói: Sao? Biến thành đại yêu thú sao? Tân Hỏa mặt mày hớn hở nói: Người muốn trở thành yêu quái thì cũng có thể, bất quá vì sao lại phải biến thành yêu quái đây? Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của Phục Khí lại là hậu duệ của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Lôi Trạch Thị là tiên thiên long thần nhất tộc, mà Hoa Tư Thị là tiên thiên xà thần nhất tộc. Thủy tổ hai tộc đều là trời sinh thì đã thành tựu thần minh rồi, mà hai đại tộc cũng là hoàng tộc, thần hoàng nhất tộc. Huyết thống của bọn hắn trời sinh liền mạnh hơn thú thần vô số lần. Có lẽ tinh khí thú thần có thể kích phát phục khí huyết mạch trong cơ thể của ngươi. Dù sao huyết mạch của ngươi tương đối mỏng manh, tinh khí thú thần có lẽ có thể mang huyết mạch trong cơ thể ngươi chiết xuất ra được. Tân Hóa, ngươi xác định tinh khí của thú thần này có thể kích hoạt phục khí huyết mạch hay sao? Trung Nhạc cực kỳ động tâm, lại vẫn có chút hoài nghi nói. Mặc dù Tân Hỏa nói cũng không sai, nhưng bộ dạng nó thấy thế nào cũng là một bộ không đáng tin cậy, không thể không làm cho hắn hoài nghi. Người yên tâm đi, có ta ở đây rồi, tỷ lệ thành công sẽ là 100%, bảo đảm có thể làm cho người kích thích phục khí huyết mạch được. Đi, đi thôi, hướng về chỗ sâu trong dãy núi này mà đi, khẳng định là có thể tìm được chỗ thú thần phong ấn tinh huyết của bản thân. Tân Hỏa không ngừng thúc giục, thế nhưng trong lòng lại có chút chột dạ. Có thể kích hoạt phục khí huyết mạch hay không, chuyện này ta cũng không có thí nghiệm qua, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng không cao. Ồ, nơi này còn có những người khác hay sao? Trung Nhạc cũng trong cùng một thời gian thì lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa có một đóa chứng khí nấm lớn lung la lung lay. Lại bị tiểu tử này phát hiện ra rồi. Xà sư muội kia kinh ngạc cười nói: Người này thật là bén nhạy, bất quá dọc theo con đường này cuối cùng ta cũng thăm dò được thực lực của các ngươi rồi. Thì ra bản lĩnh của thiếu nữ áo đen kia cũng là bình thường,
chỉ có một mình ngươi, miễn cưỡng xem như là mạnh. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với các ngươi, trực tiếp hạ thú diệt trừ các ngươi. Ồ, có người đến sao? Chẳng lẽ Hùng sư huynh cũng không có bắt lấy những nhân tộc này sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.